gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo và cảm ơn Hoa Nguyệt. Bài học hôm nay, môn tương ưng Samyutta Nikaya, bài 4 cung thực Iksat Tassuttang, đối tượng cúng dường thuộc thắng nhất. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Trời Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng chúng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh rất là đơn giản. Đức Phật trả lời cho vua Vasenadi về một câu hỏi nên bố thí cúng dường chỗ nào. Bố thí cúng dường chỗ nào được quả báo lớn. Thì ở đây thưa quý vị, đối với người hỏi là một vị vua, một người họ có quyền lực và có sự nhận xét. Nếu Đức Thế Tôn Ngài trả lời là hãy cúng dường đến cho một vị Phật như Ngài hay là cho các vị đệ tử, chúng đệ tử của Ngài, thì như vậy Đức Vua sẽ suy nghĩ và đánh giá Đức Phật. Thay vì trả lời như vậy thì Đức Phật Ngài đã trả lời một cách rất trung thực, rồi khiến cho Đức Vua sau khi hiểu ra được, Đức Vua lòng tỉnh tính tràn đầy. Đức Phật chỉ trả lời đơn giản, là cúng dường đến cho những vị đã đoạn trừ năm chi phần và thành tựu năm chi phần, thì bố thí với người đó là lễ lớn. Một trong những cái cách trả lời của Đức Phật nó phù hợp với cái trình độ căn cơ cũng như cái vị trí của cái người đối diện, người hỏi. Và một lần nữa chúng ta thấy ở đây là lòng từ bi của Đức Phật cũng như cái trí tuệ của Đức Phật. Luôn luôn Ngài trả lời giải thích về nghĩa pháp nó phù hợp
với căn cơ của người nghe, để giúp cho người đó có được cái lòng tỉnh tính. Thì ở trong bài học này, mục đích của chúng ta là xoáy sâu vào hai tâm điểm. Một là người cho phải cho với cách như thế nào, và người nhận phải là người có được những cái pháp gì để cái quả báo của cái sự bố thí cúng dường đó nó trở thành to lớn. Thì bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung kính thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Bụt Thầy. Thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, đối tượng cúng dường thù thắng nhất, kinh Cung Thuật, Issasata Suttang, chương 3, tương ưng Cô Xá Lá, ẩn thứ 3. Biết cho là đáng quý trong cuộc đời, cuộc sống. Biết đối tượng gọi là ứng cúng, cần tới sự hiểu biết sâu sắc. Người ta thường bổ thí cúng dường vì hâm mộ hai tập tục. Ít người hiểu biết cái gì tạo nên phước điền cao quý để gieo trồng thiện nghiệp. Trong phước sự mà cả hai người bố thí cúng dường và người thọ thí đều thanh tịnh thì tạo công đức thù thắng. Khi những thắng duyên hội đủ thì người tạo phước được cập tràn hoan hỷ và phúc quả mỹ mãn. Kinh văn: Tại sao Quá Thi ngồi xuống một bên vua Ba Xê Na Đi Sư Cô Sa Lá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nên bố thí cúng dường chỗ nào? Này đại vương, chính ở nơi nào tâm tịnh tính? Bạch Thế Tôn: Bố thí cúng dường chỗ nào được quả lớn? Này đại vương, câu hỏi nên bố thí cúng dường chỗ nào là một câu, câu bố thí cúng dường chỗ nào được quả lớn lại là một câu hỏi khác. Này đại vương, bố thí cúng dường cho người trì giới được quả lớn so với bố thí cúng dường đến người không có giới. Ta sẽ hỏi đại vương, hãy trả lời một cách thích hợp. Đại vương nghĩ thế nào? Giả sử nhà vua đang trong chiến tranh và một trận chiến sắp xảy ra, rồi một sát lý lị trẻ tuổi đi đến, người ấy không được nhận sự thụ hứng, không có kỹ năng, không có tu luyện, không có kinh nghiệm, lại nhát gan, sợ hãi, luôn tìm cách tháo chạy. Đại vương có thu nạp và sử dụng người ấy chăng? Bạch Thế Tôn, con không muốn dùng người ấy. Giả sử có một bà la môn trẻ không có thụ hứng, giả sử một huệ xá trẻ tuổi không có thụ hứng, giả sử có một chiên đà la trẻ tuổi không có thụ hứng, và đại dương thu nạp và sử dụng người ấy chăng? Bạch Thế Tôn, con không muốn dùng người ấy. Đại vương nghĩ thế nào? Giả sử nhà vua đang chiến tranh và một trận chiến sắp xảy ra, rồi một sát đế lỵ trẻ tuổi đi đến, người ấy có được nhận, người ấy được nhận sự thụ huấn, có kỹ năng, có tu luyện, có kinh nghiệm, lại mạnh mẽ, can đảm, sẵn sàng ứng phó. Đại vương có thu nạp và sử dụng người ấy chăng? Bạch Thế Tôn, con sẽ thu nạp vì người ấy hữu dụng. Giả sử có một bà la môn trẻ tuổi có thụ hứng, giả sử có một huệ xá trẻ tuổi có thụ hứng,
Giả sử có một chiên đà la trẻ tuổi có thụ hứng và đại vương có thu nạp và sử dụng người ấy chăng? Bạch Thế Tôn, con sẽ thu nạp vì người ấy hữu dụng. Tương tự như vậy, này đại vương, một người đi tu dù xuất thân thế nào, nếu đoạn trừ năm chi phần và thành tựu năm chi phần, thì bố thí cúng dường cho người ấy được quả phúc lớn. Năm chi phần đoạn trừ là gì? Tham dục được đoạn trừ, sân độc được đoạn trừ, hôn thủy được đoạn trừ, trảo hối được đoạn trừ, nghi hoặc được đoạn trừ. Năm chi phần tình thành tựu là gì? Vô học giới uẩn được viên mãn, vô học định uẩn được viên mãn, vô học tuệ uẩn được viên mãn, vô học giải thoát uẩn được viên mãn, vô học giải thoát tri kiến uẩn được viên mãn. Bố thí cúng dường cho người đoạn trừ năm chi phần và thành tựu năm chi phần như vậy được quả phúc lớn. Sau khi dạy như vậy, Đức Thế Tôn nói thêm: như vua đang lâm trận, thu dụng những trai tráng, can cường giỏi xạ tiễn, không phân biệt xuất thân. Người sống đời chánh thiện, kham nhẫn và từ hòa, dù từ giai cấp thấp, người trí vẫn kính lễ. Tạo hồ nước trong rừng, làm đường nơi hoang dã, lập tịnh thất mời thỉnh, bậc chân tu thật học, với tâm tư tịnh tính. Đối với bậc chánh hạnh, cúng thức ăn, thức uống, y phục và sàng tọa. Như sấm sét mưa giông, nước trút xuống mặt đất, nước chảy tràn mọi nơi. Chỗ cao đến chỗ thấp, người trí có tịnh tính và nghe nhiều học rộng. Cúng thức ăn, thức uống đến các bậc sa môn, sống với hạnh khất thực, bổ thị tâm hoan hỷ, bảo cúng dường, cúng dường. Như bầu trời trút mưa, phước sung mãn phát sanh đến người đã cúng dường với tâm tư gọi nhừng. Thích văn: ích sắc tăng ma la quỳ đi dành chá, người trai tráng nào thiện xảo cung thực xạ tiễn. Giác miền viết chề tháp mà na quê, mạnh mẽ và hào khí, tăng chút tháp thờ ba rề ra cha, được vua thu dụng khi lâm trận. Na su răng cha tí bát cha già, không bị thất sủng vì dòng dõi thọ sanh xuất thân. Ta thề quát hàn ti sơ rạch chẳng thầm ma giác mình bất tích thi ta, đối với bậc kham nhẫn và từ hòa. Aliyavu tình mê tha huynh hi na chát chăm đi bù cha về, người trí đảnh lễ bậc thánh thiện, ngay cả cho dù xuất thân từ giai cấp thấp. Cà ra về a sa mê rầm mê, tạo tỉnh thất tiện nghi. Hòa sa về hòa sa yết tha ba huất su tê, mời thỉnh các bậc chân tu thật học. Mát bành cho vi quát nề ca di ra, tạo hồ nước nơi thăm sâu cùng cấp. Đúc kề sàn tham anh nà đi cha, làm đường đi chống hoang dã. Anh năng ba năng tha đa nì văn, những thức ăn thức uống. Quát tha xê nà sa nà đi cha, y phục và sàn tọ. Ta dày ta đầy giác ước chú phù xề xuất, nên cúng dường đến bậc trực hạnh, chánh hạnh. Quyết ba sành nề na chề ta xa, với tâm tư tịnh tính. Gia thà hi mê khô thanh năng dăng, như bầu trời đầy mây và mưa. Quyết chú mà đi sắp tắt ca cúc với sấm sét vang rừng, tha lằng nìn nành chắp bù rề ti a phi quát sang qua xuân tha rằng trút mưa xuống gặp tràn mặt
đất phì nhiêu. Ta thề qua sát thờ sút ta hòa a phi sàn khát cha phờ cha năng qua niết ba kệ cắp bát tị ảnh nạp bà nề nạp bành đi tô. Cũng vậy, người trí có hiểu biết sâu rộng với niềm tin làm các bữa ăn cúng dường đầy đủ thức ăn thức uống đến những khất sĩ tu hành sống với chánh mạng khất thực. Mà a mờ đa mà nờ ba ri a mờ đa mà nờ ba ki rề tí hoan hỷ với sự cúng dường. Đề tha đề tha ti pha sát tí thốt lời hãy bố thí hãy cúng dường. Tăng hiệt sa gat chi tăng hồ ti đề qua xề qua ba qua sát tờ lời vang nhưng rời vang nhưng thử mưa sa phun nha thà ra quý bút ra phước báo sung mãn phủ đầy đa ta rằng api quát sát tì tí gọi nhừng người bố thí. Thích nghĩa chữ đa ná bố thí trong kinh điển chỉ chung cho sự cho kể cả cúng dường chứ không có ý là cho những kẻ thấp kém. Chữ bát si đắc tí không phải là sự hoan hỷ bình thường mà là khiến tâm được thanh tịnh. Điều này là hàm ý khi cúng dường khiến tâm không vướng mắc bởi thanh danh, bởi tham danh, tham lợi, ngã chấp mà chỉ vì sự kính trinh với đối tượng và bằng tâm tư thanh tịnh. Câu cách thạch đà năng đặt cách bá dịch sát là nên cúng dường ở đâu mang ý nghĩa ai là bậc nên cúng dường. Theo sớ giải, nhà vua hỏi câu này giữa đại chúng vì bấy giờ trước sự cúng dường mạnh mẽ của quần chúng đối với Đức Phật và chư Tăng khiến những người ngoại đạo đố kỵ và xuyên tạc rằng Đức Phật chỉ dạy cho quần chúng cúng dường bản thân, ngài và các đệ tử. Câu hỏi tế nhị mà câu trả lời tương thích một cách ý nhị. Thượng tọa Giác Đẳng dịch biên soạn báo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay và con kính dâng bích đến dạ nam mô bổn thầy nam mô tham mây nam mô sang khai dạ dạ con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Phật Đức Pháp và chúng ta kính đảnh lễ thượng tọa Đại Siêu thượng tọa Giác Đẳng thượng tọa Pháp Tân thượng tọa Minh Hạnh Đức Đại Tri Đức Đại Đức cùng với sư Nguyên Thông của chư Tôn Đức Tăng. Xin chào ý bài cô tu nữ thần cha Phật tử. Thì cái bài học này được phát sóng lên do những người ngoại đạo họ nói xuyên tạc Đức Phật chỉ dạy chỉ bố thí cúng dường cho đệ tử Đức Phật. Thì nhân cái cơ hội này Đức Vua Ba Xê Na Đí đã vào để bạch với Đức Phật và muốn hỏi cho biết những cái đối tượng nào được cúng dường và đáng được cúng dường. Thì để cho mọi người hiểu biết sâu sắc thêm và có lòng tỉnh tính với pháp mà Đức Phật ngày thuyết giảng với những vị mà đã thành tựu được những cái pháp thánh đó là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư đó, thì ngài thuyết pháp đó để cho tất cả mọi người hướng thượng. Người nào mà đi sai lầm đường lạc lối đó mà cố chấp ngoan cố đó, thì sẽ để lộ ra nguyên hình cái bản thân của mình không có ra gì. Và người nào biết cải sửa, biết nương theo, biết hành trì và biết hướng thượng đó, thì lợi ích cho mình ngay trong hiện tại và lợi ích tương lai hoặc là có thể đặc chứng được đạo quả. Như vậy thì đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác và đối với Vua Ba Xê Na Đí cũng là một vị Phật trong tương lai. Thì chúng ta thấy rằng Đức Vua cũng khéo léo để hỏi Đức Phật
và bậc đạo sư thì giảng theo pháp vương, ngài giảng theo pháp. Và ngài cho biết rằng một cái người bố thí, nếu mình cho ai thì cũng được, nhưng mà nếu mình cho mà đúng cách đúng pháp, cho để tạo ra được cái sự thù thắng đó, thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy. Có khi ngài dạy rằng một miếng ruộng, được ví dụ như một miếng ruộng, miếng ruộng nó không bị phèn, không thiếu nước, không sỏi đá, không bị chuột phá, không bị sâu bọ. Thì miếng ruộng như vậy đó, không bị phèn, không bị chuột phá, không bị sâu bọ, không thiếu nước và không sỏi đá đó. Thì miếng ruộng mà tốt như vậy đó, thì người nông phu đó trồng lúa xuống sẽ thu hoạch được nhiều. Thì cũng như vậy, một vị tỳ khu đó mà đã đoạn được năm triền cái, trong đó thì chúng ta thấy tham dục triền cái, săn độc triền cái, hôn trầm miên triền cái, hoặc là trả hối triền cái, hoặc đi ngoài đi triền cái. Thì ở đây thì dùng cái từ là hôn trầm thị miên uẩn, cái nghĩa là đối với cái thân ngũ uẩn này đó, thì bị hôn trầm thị miên hoặc là bị trạo rối uẩn, bị tham dục uẩn, rồi bị sân độc uẩn. Có nghĩa là cái bản thân của cái chúng sanh này đó là đã phải là sống theo cái ác pháp, là cái nghĩa là sống với cái sắc quẩn hay thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của người đó, nó sống theo cái duyên của pháp bất thiện. Thì chúng ta thấy rằng một nếu mà nói về tham dục cái đó, thì chúng ta biết là sở hữu tham, sân độc cái là cái sở hữu sân, hôn trầm thị miên cái đó thì hai sở hữu hôn phần, tạ hối cái thì sở hữu phóng dật, rồi hoài nghi cái đó sở hữu hoài nghi. Như vậy thì chúng ta biết rằng đây là những cái nhóm sở hữu bất thiện. Tham dục thì chúng ta thấy rằng sở hữu tham, hoặc là tham tà kiến, hoặc là tham ngã mạn, hoặc là tham sân độc cái, thì chúng ta thấy hai tâm sân và bốn sở hữu sân độc, sân tật lẫn hối. Hôn trầm thì miên cái đó là hai sở hữu hôn phần, trả hối cái là sở hữu trả hối trong bốn sở hữu si phần. Như vậy nghi là sở hữu hoài nghi, hợp trong tâm si hoài nghi. Và 12 tấm bất thiện hay là 14 sở hữu bất thiện đó thì nằm trong nhóm năm cái triền cái này. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài nói rằng một cái vị đoạn trừ được năm triền cái đó và thành tựu được năm cái uẩn, năm uẩn ở đây là vô học giới uẩn. Vô học giới uẩn là mình thấy giới uẩn đó gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vô học định uẩn thì chúng ta thấy định ở trong những tâm thiền như là sắc giới, vô sắc giới, định học, hay là chúng ta gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và tuệ học là chánh kiến và chánh tư duy. Ở đây thì chúng ta thấy giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn, thì chúng ta hiểu rằng những cái quẩn này đã được Đức Phật nói đến cái tâm đạo, tâm quả, và nói đến cái sự chứng ngộ niết bàn, giải thoát hết tất cả những cái lậu hoặc phiền não, giải thoát hết tất cả những cái chướng ngại nội tâm, những cái chướng ngại phiền não, dứt trừ hết tất cả như vậy. Như vậy thì giống như một miếng ruộng mà chúng ta thấy miếng ruộng bị phèn đó, thì nó sẽ bó cái chân lúa, hay là miếng ruộng sỏi đá đó, thì bụi lúa nó không nở. Miếng ruộng mà thiếu nước đó, thì lúa sẽ vàng. Và miếng ruộng mà bị chuột phá đó, chuột phá thì nó sẽ hư hao cái cây bông lúa, và hay là sâu bọ nó ăn đó, thì tàn rụi cái đám lúa. Thì cũng như vậy, khi một người mà không tiền cái đó, cũng giống như miếng ruộng mà có năm cái sự tổn hại cho cái người làm nông dân. Nếu người đó thấy phèn thì phải rải hạ phèn, mà sỏi đá thì phải đào sỏi đá bỏ đi để lấy sình bùn để ban vào. Chúng ta thấy có nhiều người họ làm ruộng bậc thang đó, thì họ phải ban cái đất đó, và họ có thể ban cái đất, lớp đất mặt lên, để lớp đất xốp lên, để họ tạo thành cái ruộng nó bùn và nó mềm, để lúa nó có thể nở được, lúa, cái bụi lúa sẽ nở to ra được. Như vậy thì Đức Phật ngày khi mà Đức Vua hỏi, thì Đức Phật thì cũng nói đến bốn cái giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Gia Chủ, Phệ Xá. Dù có bốn cái giai cấp nó đến, khi mà có một cái trận chiến tranh cần binh lính đó, mà những người không được huấn luyện, ở đây là không được huấn luyện, mà chúng ta thấy rằng những người tầm thường đó,
họ không có những cái nghề cung nỏ hay là những cái nghề bắn tên, là nghề cởi voi cởi ngựa hay là nghề xa binh bộ binh tượng binh, họ không có được huấn luyện, không có được huấn luyện thương mau kích côn đồ, không có biết biết gậy gọc đồ, họ không có biết đánh theo cái thế để chiến đấu. Thì dù cho người đó sắp đến lị bà la môn gia chủ hay phệ xạ đó mà không được huấn luyện đó, thì lúc mà trận chiến mà có đó, vua cũng không có dùng những người đó. Nhưng mà nếu một người Sát Lị Bà La Môn gia chủ hay phệ xá được huấn luyện đó thì vua sẽ rất là đẹp lòng. Ở đây á, thì Đức Phật này cũng có nói thêm là nếu một người Chiên Đà La được huấn luyện đó thì cũng vẫn quý hơn những người Sát Lý Lị. Thì chúng ta thấy rằng bốn cái hạng Sát Lý Lị Bà La Môn gia chủ hay phệ xá mà không được huấn luyện đó, thì vua cũng không dùng. Nhưng mà bốn giai cấp được huấn luyện đó thì vua sẽ tin dùng, vì những người này có khả năng, cho nói là một người mà địch trăm người ngàn người đó, thì những cái người huấn luyện mà chúng ta thấy huấn luyện đặc công hay là huấn luyện thủy lính, lính thủy lính bộ đó, họ được huấn luyện họ trèo rào kiều, trèo tường, lặn suối, lặn sông, lặn bùn, lặn dưới nước, nằm yên trong rơm rác rồi này kia nọ, họ bị nguy đủ cách để họ qua mắt những đối phương địch đó. Thì những người đó họ phải chịu đựng, bởi vì chúng ta thấy rằng có những cái cuộc mà người ta lựa chọn đó, cả trăm người ta lựa chọn được vài ba người thôi, 100 người lựa chọn vài ba người như vậy để họ lấy họ thành những cái lính tinh nhuệ. Thì ở đây Đức Phật này cũng dạy khi một vị tỳ khưu mà tu tập theo giới định tuệ để đạo đứng được tham dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, đạo hối cái, hoài nghi cái, để thành tựu được vô học giới, giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Như vậy thì Đức Phật ngày nói một cái vị tỳ khưu được tu tập, được học hỏi, được rèn luyện, được hành thiền, được làm cho minh sanh sáng tỏ như vậy, với giới định tuệ như vậy đó, thì là một cái người hữu dụng, một cái người có khả năng để chinh phục được phiền não ma, chư thiên ma, tử thần ma, hoặc là ngũ uẩn ma, pháp hành ma. Nhưng mà nếu một người mà không có được trang bị kiến thức về pháp học, pháp hành và pháp thành đó, hay là học văn học tư học và tu học đó, tệ văn tệ tư và tệ tu đó không được huấn luyện, thì cái người đó sẽ yếu mềm như những cây lao gặp trận cuồng của lũ lụt đó, thì cây lao nó sẽ nằm sát xuống. Thì một người mà khi mà không được huấn luyện đó, họ không có thể nào chế ngự phiền não và phiền não sai xử họ. Còn một cái người mà họ có khả năng chế ngự được phiền não đó thì họ không có bị phiền não sai xử. Và chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này đó, thì những cái người mà họ gây ra sự tổn hại cho đời đó, thì được Đức Phật ngày ví dụ như là cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham do vậy được phước lớn. Hay là cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, si làm hại người đời, bố thí người ly si do vậy được phước lớn. Dục làm hại người đời, bố thí người ly dục do vậy được phước lớn. Thì Đức Phật nói rằng tham sân si dục đó là những cái bất thiện. Và những bất thiện đó thì chúng ta thấy rằng là cái tâm hồn bệnh hoạn, là cái người mà có những cái triền cái đó thì gọi là tâm không có khôn ngoan, tâm không có sáng suốt, tâm lỗi lầm và tâm cho ra cái quả khổ. Và những cái tâm bất thiện đó là khổ đời này đời sau. Vì thường thường chúng ta biết rằng Đức Phật nói như vậy đó, vì cái động lực bất thiện đó, bằng động lực tham sân si đó, thì nó cũng có hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp ác đó nó trổ quả ngay đời này, hoặc là ở đời sau là sau khi chết sanh vào địa ngục, và nhiều kiếp về sau nữa vẫn chịu đau khổ. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện nó cũng cho nó cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Rồi cái tâm bất thiện nó cũng cho hiện báo nghiệp, sanh nó hậu báo nghiệp. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng nhé, một cái người mà bố thí đó, mà có giới hạnh, giống như bây giờ mình nói rằng một cái người bố thí mà có giới đó, mà bố thí cho người có giới, có định, có tuệ nữa, thì cái quả thù thắng. Giới cộng với định hay là giới cộng với định tuệ, định cộng với tuệ, tuệ cộng với tuệ giải thoát, tuệ giải thoát quẩn. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái người mà kiện toàn đó, nó giống như miếng ruộng phì nhiêu, không có bị chuột phá, không sâu bọ, không phèn, không sỏi đá và không thiếu nước. Một miếng ruộng đầy đủ nước, đầy đủ bùn, phẫn, tốt.
hút, rồi không có bị phèn, rồi không có bị sâu bọ, không có bị chuột phá. Một miếng ruộng mà nó đầy đủ những cái yếu tố như vậy đó, thì những cái lúa nó rất là tốt, những cái bụi lúa nó rất là to và những cái bông lúa rất là dài, những cái hột lúa nó rất là mẩy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này từ cái hình ảnh một người chiến sĩ, một người được huấn luyện trở thành chiến sĩ dũng cảm, không có khuất phục kẻ thù, không có sợ hãi, không có khiếp đảm, không có quăng cờ quăng kiếm bỏ chạy, thì một cái người chiến sĩ sẵn sàng đương đầu, sẵn sàng đối chọi để gìn giữ cái giang sơn đó, thì vua chúa rất là cần những cái người có sự huấn luyện đó. Và vua chúa đó, dù người đó sắc địa bài là môn hay gia chủ hay phệ xá hay là thủ đà la đó, không được huấn luyện đó thì lại đều là vô dụng hết. Bởi con người có hữu dụng là do cái sự huấn luyện, cũng như cái tâm của con người đó, khi mà mình có cái tâm tham đó, dù mình ở góc độ nào thì cũng đều là không tốt. Nhưng một người có tâm ly tham đó, ở trong cái góc độ là cũng tốt. Một người tâm sân đó, thì ở trong cái góc độ là người như thế nào đó cũng là không tốt. Dù là sát đến lị bà lâm môn gia chủ hay kệ xá hay chim đà la, sân hận đó, đều là không tốt. Dù ở trong cái giáo cấp nào đi nữa mà không có tham sân si đó thì vẫn là tốt hơn. Giống như miếng ruộng đó thì không cần nói miếng ruộng đó như thế nào hết, nhưng mà ruộng nó đầy đủ những cái tiêu chuẩn. Ruộng có bùn, có lớp bùn sâu, và ruộng đó, đó không bị sâu bọ, không bị chuột phá, không bị thiếu nước, và luôn luôn đó có đầy đủ, không bị phèn, nước ra vào nó thông thoáng, thì ruộng không có phèn và lúa nó sẽ rất là tốt. Như vậy thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng một cái người chiến sĩ được huấn luyện thì vua sẽ tin dùng. Chính điều này Phật ngày đã khéo hỏi và đưa ra những người sắc lị bà môn gia chủ hay là vệ xạ thủ đà la, nhưng mà không được huấn luyện đó thì vua trong cái trận chiến đó vua cũng không có tin dùng. Nhưng mà trong cái trận chiến vua tin dùng là người sắc lị bà môn gia chủ vệ xạ thủ đà la mà được huấn luyện kỹ lưỡng, biết cung nỏ cung thủ xạ tiễn rồi công kích rồi gậy gọc, biết những cái vũ khí đầy đủ, tập bắt ban võ nghệ, biết được như vậy đó, thì những người đó là những người hữu dụng mà ở trong cái hàng sát đế liệu, là những người tối thắng, có thể gìn giữ bờ cõi, có thể làm cho địch quân khiếp sợ khi một người có cái tài năng như vậy. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, thì ngài huấn luyện chư tỳ khô đó từ vô học giới quẩn là vào trong đạo tràng tu tập đó, thì học giới như là thu thúc lục căn thanh tịnh giới hay nuôi mạng thanh tịnh hay quán tượng thanh tịnh hay là giới bộ thanh tịnh, là 227 giới được gìn giữ chu đáo đó, chúng ta gọi là giới thanh tịnh. Rồi quán tượng thanh tịnh là ăn vật thực gì, thọ dụng cái vật gì đều quán tượng hết. Rồi nuôi mạng thanh tịnh là sự nuôi mạng đó tốt đẹp nhất là bằng đi khất thực hoặc là có người cúng thỉnh trai tăng. Rồi chúng ta thấy rằng quán tưởng thanh tịnh, rồi nuôi mạng thanh tịnh, rồi giới bộ thanh tịnh, rồi thu thúc lục căn thanh tịnh, thu thúc mắt đối cảnh sắc, thu thúc tai đối với cảnh thinh, đừng có để khả ái khả ý khả hỷ chinh phục cái tâm mình phải hiểu được, không để cho những cái cảnh thinh vừa lòng đẹp ý mà nó chinh phục mình khởi lên cái tham dục, hay là không có bị hơi mùi, những cái mùi thơm, mùi của người khác phái đó chinh phục tâm của mình, không có để bị chinh phục như vậy. Rồi không có bị vị ngon ngọt đó cuốn hút mà lôi kéo mình xa đọa. Chúng ta thấy rất là đời sống mà ngay thời kỳ Đức Phật rất là nhiều người, nhiều vị tỳ khưu đi khất thực mà các căn cũng có phòng hộ đó, đã không tiếp tục đời sống phạm hạnh mà trở về đời sống người cư sĩ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng lục căn không có thu thúc, không có phòng ngộ đó, thì con mắt đó, với cảnh sắc đó, thì những cái gì sắc khả ái nó sẽ tàn hại cái người đó. Cũng như là lỗ tai với cảnh thinh, những cái âm thanh của người khác phái đó nó sẽ tàn hại của cái tâm của người tu sĩ, làm cho người đó trở thành quần tục mà trở về đời không có tiếp tục đời sống phạm hạnh. Như vậy á, thì từ mắt tai mũi rồi lưỡi nếm vị cũng vậy, sợ đói khát, giống như là trong cái bài kinh bước xuống dưới sông suối đó thì sợ cá mập, sợ cá dữ, sợ nước xoáy, sợ thú dữ như vậy đó, thì luôn luôn là những cái người mà họ không có chịu đựng được đói khát bệnh hoạn,
không có chịu được, không nhận được nóng lạnh đó, thì những người đó họ không tiếp tục đời sống phạm hạnh mà có thể quần tục trở về đời sống người cư sĩ tại gia. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng khi một cái người được huấn luyện đó, thì họ giống như con voi, con ngựa hay là một xác đế lỵ được huấn luyện đó, thì nó sẽ cho ra cái kết quả. Một con voi hay một con ngựa hay một con chó hay một con bò được huấn luyện đó, nó sẽ mang lại cái kết quả rất là thù thẳng cho cái người chủ. Thì Đức Thế Tôn ngày dạy cái nghề tâm một người được huấn luyện đó, thì người đó dạng chứng đắc thiền định đạo quả, giống như một người lấy cái vật gì trong túi chứng đắc đạo quả nó cũng dễ như là một cái người lấy cái vật gì trong túi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà huấn luyện tâm được đó, thì họ chế ngự tâm được, họ làm cho tâm trong sáng được, và họ thấy được những cái chướng ngại và họ đoạn được những cái nghi hoặc trong tương lai, và họ dứt trừ sự tái sanh trong tương lai. Nhưng một người mà họ không hết hoài nghi đó, thì tâm của họ cứ nghi ngờ phân nhân lưỡng lự, nên họ nghi ngờ như vậy hoài đó, thì họ không có tạo được cái thiện sự công đức gì. Chính cái hoài nghi cái đó ngăn chặn cái tâm không có tiến bộ được, không có vượt lên được, và không có thể nào cắt đứt những cái phiền não, không có thể nào xác chứng được cái lời dạy của Đức Phật các pháp được xác chứng bằng cái sự xác nhận pháp để dứt trừ hoài nghi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng một cái người mà sống thánh thiện đó, dù người đó sống ở đâu, nếu mà ai đó mà hiến cúng am thất hoặc là làm đường hoặc là xây hồ nước cho những cái bậc chân tu thì được phước báo. Còn nếu một người mà không có tạo những thiện sự công đức đó, thì giống như một hồ nước mà ở giữa rừng không có thú uống, hay là một cái con đường ở nơi hoang vắng không có người đi, dù có tạo gì con đường như vậy thì cũng chẳng có ai đi hết. Dù là có một cái hồ nước giữa rừng sâu núi thẳm mà không có ai dám đến, những cái loài thú cũng không dễ gì uống nước được những cái chỗ mà không có điều kiện. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng dạy cho vua Vasenadi, và ngày nói lên một cái người có cái tâm tư tịnh tính đó, thì chúng ta biết rằng một cái người có cái tâm thiện hợp trí, nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, họ có trước khi cúng là có tiền tư, trong khi cúng là họ có hiện tư, và sau khi cúng họ có cái tâm quan hệ rồi là hậu tư. Và một cái người mà có cái tâm thiện, có tam tư và có đầy đủ những cái điều kiện, thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi mang lại cho cái người đó là người đó đầy đủ những cái phước tương ứng với cái sự mà cúng dường bổ thí, và cái sự mong mỏi mà mình đạt được cái quả lành từ cái việc tạo phước cúng dường bổ thí, chư tăng ăn tu chú quyền phước lành đến cho cái thân quyến của mình hay là cho bản thân của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngày giảng giống như là một cái đám mưa. Đám mưa thì nó trút xuống nước xuống đó, thì làm cho bao nhiêu cái loài sinh sôi nảy nở, nhất là cây trái sinh sôi nảy nở, và cây trái đó trở thành những loài thực phẩm cho những cái loài con này con kia ăn. Chúng ta thấy một trận mưa đổ xuống một cánh đồng đó thì cỏ xanh nó bung bước nó mọc lên, và nó nuôi rất là nhiều chục ngàn cái con thú, những cái loại mà ăn rễ cây, ăn những cái lá cây xanh tươi nhé. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài biết rằng một cái mưa đó thì trút xuống từ những cái cây cối, rồi từ những cái con vật sống trong cây cối, ăn những cái cây cối đó, nương nhờ cái cây cối đó, và những con vật đó tiến triển và nó tạo thành phấn, nó ỉa ra, nó tạo thành phân, và trong những cánh rừng mà có nhiều cây lớn đó, thì nó tạo thành những cái lớp đất bùn. Như ngày xưa chúng tôi vào trong rừng năm đầu tiên, và chúng tôi lúc mà rừng chưa phá, chúng tôi vào công tác thác trời đó, thì quý vị biết rằng cái đất tốt đó, nó rất là nhiều, và khi mà phá một cái mảnh đất đó, một vài mẫu như vậy, họ trồng bắp đó, rất là nhiều chục tấn bắp họ thu hoạch từ cái ruộng bắp mà nó tốt, ít không cần phải xài phân, mà trái bắp nó vẫn to, nó vẫn cho ra cái quả nhiều như vậy. Thì chính vì Đức Phật này cho biết rằng một cái người có giới định tuệ tâm giải thoát tri kiến đó, giống như là một cái tâm thuần tịnh trong sạch. Chúng ta thấy như là ngày xuống Vô Tý, khi mà ngài nhập thiền diệt, cái sức thiền diệt là ngài nhận vật thí của người và làm cho cái người thí chủ với cái vật thí đó, nó sẽ thù thắng, nó có thể trở thành hiện báo nghiệp với một cái vị nhập thiền diệt. Như vậy thì chính cái quả phước mang lại
từ cái tâm tư thuần tịnh và cái tâm tư hành trì theo lời pháp, của vị chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài Xứ Vô Tí ngài đã làm cho những chúng sanh đặt bạc cúng dường cho ngài trở thành những cái sự phước báo thù thắng, những công đức to lớn mang lại kết quả lâu dài. Vì thường thường thì quý vị biết rằng mình hộ trì cho chư tăng và những người thân quen với mình đó, thì nếu mà những vị này tiếp tục tu tập đó, thì những vị này cũng có những cái điều kiện để tế độ cho mình tu tập, và những cái vị này sẽ là những người nhân duyên để nhắc nhở giúp đỡ mình trong những cái lúc mà mình khó khăn, những cái vượt mà quan trọng nhất là cái sự sanh tử luân hồi, với những cái phước báo dẫn dắt mình sanh vào những cõi vui, những cái nơi trời người thù thắng. Như vậy thì ở trong cái bài học này thì Đức Vua đã hỏi Đức Phật, và Đức Phật này đưa ra những cái sự thí dụ như bốn nhóm sắc đế lỵ được huấn luyện và những cái nhóm không được huấn luyện, và những người nào được vua tin dùng khi mà lâm trận, tức là những người được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị chu đáo đó, thì những người này sẽ là những người vua sắc đế lỵ, đế vương cần những người này để trở thành những vị thống tướng, những vị tướng lĩnh tài ba để có thể chinh phục được quân thù. Thì vua chúa rất là cần những người như vậy, và những người mà không được huấn luyện thì vua chúa không cần. Cũng như vậy trong đạo tràng này đó, là những người mà được huấn luyện từ giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến đó, thì hội chúng thánh tăng sẽ thù thắng ở trong hội tăng già lời dạy của Đức Phật là những cái vị đã hành trì và sớm chứng ngộ được đạo quả, trở thành những vị thánh tăng, là những người đoạn trừ được năm kiền cái và thành tựu được năm cái giới quẩn giải thoát, và định quẩn giải thoát, tuệ quẩn giải thoát, và tuệ quẩn giải thoát tri kiến, và giải thoát tri kiến tất cả những cái quẩn đó. Mình nói đến điều này đó, thì giải thoát đó, giống như là tâm đạo tâm quả, rồi tuệ phản kháng phiền não, đã sát trừ phiền não còn giữ sót, niết bàn chứng lần thứ nhất, cho đến khi mà bốn đạo bốn quả và một thánh niết bàn thành tựu đó, thì vị này sẽ là một vị thánh tứ quả, là một người không có luân hồi, không có bị quả báo, không có bị đọa xứ, và luôn luôn là một miếng ruộng phước điền cho những chúng sanh gieo duyên lành trong nhân thiên trổ quả, và nhất là sẽ thành tựu được cái quả thánh giác ngộ trong tương lai do cúng dường hộ độ cho những người này, và muốn thành tựu những cái pháp mà các vị này đã chứng ngộ. Nên chính vì điểm này đó là cái ước nguyện trong tương lai đó, sẽ gặp được chư Phật tổ, và các ngài sẽ truyền trao cái chánh pháp mà thuyết giảng một cách sâu sắc để đoạn trừ những kiến chấp, nói chung là những cái phiền não ngũ quẩn, phiền não tà kiến năm triền cái đó, chính là những cái khối chướng ngại to lớn mà chúng sanh không có thể nào giác ngộ và thoát luân hồi được. Dù muốn hay không đó, thì cái sự tu hành đó cũng phải có một cái tầm nhìn chín chắn, không lừa dối, không làm gián đoạn, và cái sự nỗ lực đó, tu tập đó, thì đến một lúc nào đó mình sẽ có kết quả để giải thoát luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một trận mưa, với trận mưa đó mang lại cái sự sinh trưởng cho nhiều loài, cho nhiều loại cây, nhiều loài nương uống nước, nhiều loài được hấp thu nước, và nhiều loài tăng trưởng cái sự sống và mang lại sự bình an. Còn hạn hán mất mùa hay là chỗ nào thiếu nước đó, thì cây cối thì nó phải có đất nước lửa gió đầy đủ thì nó mới hấp thu lên được. Còn nếu chỗ nào thiếu nước thì cây trở thành khô héo. Thì cũng như vậy, một cái người mà được một cái từ viện, có một cái từ viện và có được những cái giếng mà vừa lòng đó, đó là một cái duyên phước nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã tu tạo. Bây giờ kiếp này mình cũng tiếp tục để tu tạo, tiếp tục để làm những cái thiền sự công đức mà với cái tâm tư ước mơ của mình. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp hôm nay đó thì chủ yếu là Đức Phật ngài giảng là cái tâm nên tịnh tín trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, tâm luôn có cái tịnh tín đối với các cái pháp thánh, và người nào mà tu tập thành tựu được pháp thánh thì tất nhiên là đoạn trừ được phiền não, giải thoát luân hồi, giải thoát tri kiến, giải thoát những câu chấp buộc ràng, và một cái sự hiểu biết sâu sắc nó sẽ phát sanh lên. Có những người không có chấp thủ thì như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị,
Bài học hôm nay con xin trình bày với ấy như là trình bày, chắc chắn là không có thể nào hết được cái ý nghĩa của bài học này. Nhưng mà cái thời gian bây giờ thì con xin kính đảnh lễ Trường Tòa Giác Đẳng, kính đảnh lễ quý ngài, xin tỉnh Trường Tòa Giác Đẳng điều họp cái phần thảo luận. Với phước báo công đức này, xin kính dâng lên chư tôn đức thầy tổ, các bậc cụ ân đã quá giảng, các bậc ân nhân và hiện tại và các phật tử, mong cầu phước báo, mong cho phước báo này đến với tất cả các vị, mong cho các vị được an vui xa rời sự khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tỉnh Trường Tòa Giác Đẳng tiếp tục điều họp phần thảo luận. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Đăng, xin được hỏi là thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thầy Siêu nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Tân Nghi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ. Xin thượng tọa hoan hỷ. Thượng tọa Pháp Tân, nhà vua đã hỏi hai câu hỏi, nhưng mà Đức Phật ngài dạy là phải phân tỏ hai câu, là nên bố thí đến người nào, và câu thứ hai là bố thí người nào đến quả lớn. Thì thượng tọa quan hệ giải thích là tại sao Đức Phật ngài đặc biệt, ngài nhấn mạnh là phải chia hai câu hỏi đó riêng biệt, nên bố thí và bố thí được quả lớn, tại sao hai cái đó không thể nói chung được? Xin thượng tọa quan hệ chia sẻ và suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Tâm Minh Hạnh, Đệ đức Tỳ Tri, Đệ đức Tỳ Đức, Sư Minh Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng qua hai cái câu hỏi, mà một là nên cúng dường cho cái đối tượng gì nào, và cúng dường như thế nào được gọi là quả lớn, phước lớn. Thì ở đây con nghĩ rằng với một cái việc mà cúng dường, bố thí cúng dường của một cái người tu đó, thì thường thường là người ta cứ nghĩ rằng mình cho ai cái vật gì đó, mình cứ có vật, có của, có vật thí, mình đem mình cho người ta thôi. Ai mình cho cũng được, ai cũng cho cũng được. Nhưng mà ở đây thì con nghĩ rằng Đức Phật ngày dạy cho cái cách gọi là nên cho như thế nào, cho cái đối tượng nào. Thì con nghĩ là nếu mà mình bố thí, thì sự thật ra trong cái cách thí mà cúng dường đến chư tăng, hoặc là cúng dường đến cho đến bố thí đến những cái người mà khó khăn ấy, cái người mà người ta khó khăn trong cái đời sống, mình chia sẻ cho người ta cũng là cái cách bố thí. Nhưng mà khi mà mình cúng dường thì cái đối tượng đó, nghĩ rằng chư tăng là cái đối tượng mình để mà mình đáng được cúng dường, đáng được cúng dường. Tại sao mình không đi cúng dường, mình bố thí cho người khác, mình không có chia sẻ cho người khác, mà lại là mà cũng không nói rằng là chia sẻ cho ai, mà đặc biệt là khi mình nói là nên cúng dường cho cái vị nào, đối tượng nào, thì con nghĩ rằng đó là cúng dường đến với tăng chúng.
Ví dụ như là nói rằng trong cái 14 trường hợp thí, từ ở cái việc mà cúng dường có Đức Phật, rồi cúng dường lưỡng phái tăng có Phật chứng minh, rồi cúng dường đến các chư Phật độc giác, rồi chư vị thinh văn A-la-hán, rồi tứ vị vả thánh, rồi những vị mà chứng thiền, rồi những vị có giới nhiều, rồi những vị có giới ít, rồi những cái người không có giới, rồi ngay cả cho những cái sinh vật, những cái sinh vật súc vật ăn đi nữa, thì cũng là trong 14 cái trường hợp đó. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cúng dường đến tăng, Phật ngài cũng có dạy, theo con nghĩ rằng cúng dường đến tăng là cái phước báo, nó cái đối tượng mà mình cúng dường, thì đối tượng đó là cúng dường đến với tăng chúng. Còn khi mà cúng dường đến những cái bậc mà phước báo thì rõ ràng là cũng cúng dường đến với tăng, đặc biệt là những bậc thanh tịnh. Nói những bậc thanh tịnh như vậy thì mình biết là chư Phật độc giác, chư Phật toàn giác, hay là chư vị thinh văn A-la-hán, thì các ngài cũng hoàn toàn là thanh tịnh, hoàn toàn là thanh tịnh. Cho nên khi mà mình thường là nói đến sự cúng dường là mình tìm đến một cái miếng đất nó màu mỡ, nó tốt tươi, thì mình gieo cái hạt giống xuống thì có hội đủ những cái yếu tố phụ trợ khác, ánh sáng, rồi chất ẩm của nước, rồi không khí, rồi hạt giống nó mới có thể là sinh sôi nảy nở, rồi nó trưởng thành, rồi nó đơm qua kết trái, nó mới là bội thu. Vì khi mà mình đến cúng dường đến với những cái bậc thanh tịnh, đặc biệt là cúng dường đến với tăng chúng, thì như là trong kinh nói rằng cúng dường đến chư tăng chúng là phước báo nó thù thắng. Nhưng mà những cái bậc thanh tịnh thì con nghĩ rằng thì những cái bậc mà như là nói là chư Phật độc giác, chư Phật toàn giác, hoặc chư vị A-la-hán, thì các vị đó là hoàn toàn là thanh tịnh rồi. Cho nên là mình có kiếm có cái tìm cái chỗ để mà mình gieo cái hạt giống, hay mình tìm cái chỗ để mà đối tượng để mà mình cúng dường, thì con nghĩ rằng đó là tăng chúng, đó là tăng chúng. Bởi vì ngày nay đó thì chúng ta biết rằng chư vị thánh có xuất hiện thì chúng ta cũng không có biết dù có hay không, nhưng mà cái hình ảnh của chư tăng, cái hình ảnh của chư tăng, đặc biệt với một người mà cúng dường mà tác ý đến tăng chúng, thì con nghĩ rằng cái phước báo nó rất là quý. Bởi vì có sự hiện diện của tăng chúng, và tăng chúng là cái sự nối truyền mạng mạch của Phật pháp. Phật pháp còn, tức là còn tăng chúng, mà còn tăng chúng có nghĩa là còn Phật pháp, còn Phật pháp. Cho nên cái việc đó đó, mà chúng ta biết rằng những cái thời kỳ mà giữa cách Đức Phật với Đức Phật toàn giác này và chư Phật Đức Phật toàn giác sau đó, thì nó rất là dài. Mà một cái thời kỳ mà của một vị Phật, giáo pháp của một vị Phật như là Đức Phật Gautama của chúng ta, từ xưa tới nay đó, thì sở dĩ mình biết đến Phật là có hình ảnh của Tam Bảo, có hình ảnh của chư tăng. Hình ảnh của Tam Bảo là tượng Phật, rồi lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng Kinh Điển, và hình ảnh của chư tăng là những người đang hành trì theo giáo pháp của Phật. Cho nên khi mà thường là nói đến cái người tu đó, tìm cái đối tượng để cúng dường đó, thì không đâu khác chính là tăng chúng. Bởi vì tăng chúng là cái báo thù tăng. Còn cái đối tượng thanh tịnh đó, thì con nghĩ rằng những cái đối tượng mà mình, thí dụ như mình cho một cái người nào đó họ ăn xin đi, nhưng mà rồi họ không có giới hạnh, họ không có cái đời sống tu tập, thì mình cho bằng cái lòng trắc ẩn của mình, bằng lòng từ bi của mình để mình chia sẻ
người ta với cái sự may mắn của mình, sự giúp cho người ta bớt cái sự khổ, đó là bằng lòng từ lòng bi của mình khi mà mình bố thí đến họ. Còn khi mà mình cúng dường đến với tăng chúng là mình nghĩ đến cái đối tượng mà trong đó là những bậc thanh tịnh, những vị đã thanh tịnh hoặc là đang thanh tịnh. Thì những vị mà đã thanh tịnh và đang thanh tịnh này đó, thì con nghĩ rằng đây là một cái điều mà đến nói đến tăng chúng, tức là phước báo nó rất là lớn, rất là lớn. Cho nên là mình thường cúng dường đến với tăng chúng. Cả hai cái việc thí đó, đó thì con nghĩ rằng cúng dường với tăng chúng như là trong kinh Phật dạy đó, là cúng dường đến những cái bậc thanh tịnh, những cái bậc thanh tịnh. Chẳng hạn như trong kinh nói rằng cái người cho cũng thanh tịnh, rồi người nhận cũng thanh tịnh, thì cái phước nó tăng, nó lớn mạnh, nó thù thắng hơn. Rồi như vậy thì khi mà mình gieo cái hạt giống xuống thì dĩ nhiên mình cũng biết rằng đem cái hạt giống đó để mà gieo vào cái mảnh đất nào cho nó có đủ điều kiện để rồi hạt giống nó có thể sinh sôi nảy nở, nó đơm qua kết trái để rồi nó trở thành bội thu. Thì con nghĩ rằng cái đó cái sự chọn lọc của mình, chọn lọc của mình khi mà mình làm những việc đó nó đưa đến cái quả rất là thù thắng. Thì ý ở đây con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa thượng tọa Pháp Tân, và thượng tọa thật sự không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được xin thỉnh thượng tọa. Bạch thượng tọa thật sự mình biết rằng cúng dường đến một vật mà hoàn toàn giải thoát là có phước nhiều, nhưng mà Đức Phật ngài có nói ở đây là chúng ta chỉ nên cúng dường đến bậc hoàn toàn giải thoát đã thành tựu năm chi phần, đã đoạn tận năm chi phần hay không, hay Đức Phật ngài chỉ nói rằng đó là sự cúng dường mà có phước báo, quả phúc lớn nhất, nhưng mà những vị mà chưa đoạn tận vẫn đang tu tập thì vẫn nên cúng dường phải không? Xin thượng tọa quan hệ nói rõ về điểm này. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, ở trong bài kinh Đắc Thế Na Uy Phần Giá, phân tích cúng dường hay là ở trong bản dịch của ngài và Thượng Minh Châu thì ngài dịch là cúng dường phân biệt kinh đó, thì ở đây đó khi mà phân tích cái việc mà cúng dường đến các cái đối tượng mà có phước đó, thì Đức Phật ngài phân tích một cách khác. Tức là ngài nói đến cái việc mà cúng dường tăng chúng là cái phước báo nhiều hơn là cúng dường cá nhân tuyển thí. Cúng dường cho tập thể tăng
tập thể tâm là người sanh khi cách đà ná. Còn cúng dường cúng cơ lý cát đà ná, cho dù cúng dường đến một vị A-la-hán hay là cúng dường cho một vị Phật, cũng là cúng dường cá nhân. Và ở đây Đức Phật đã nói đến cái sự cúng dường cho tập thể. Còn ở trong bài kinh Vì Lâm Ma Sư Tán thì ở đây Đức Phật ngài nói đến cái việc một bố thí, cũng thí dụ bố thí cho cái loài vàng xanh là 500 kiếp không bị đối khác, còn cúng dường cho loài người dù đó là một người không có giới thì cũng được 100 lần hơn cúng dường cho loài vàng xanh. Mà cúng dường cho người thiện giới dù họ phàm phu nhưng mà họ có an trú giới thì như vậy cũng quả báo gấp trăm lần so với cúng dường cho kẻ, cho người ác giới. Mà cúng dường cho cái vị Tu Đà Quần, bậc thánh Tu Đà Quần thì hơn gấp trăm lần bố thí cho cái người phàm dân mà có giới. Cứ như vậy Đức Phật ngài cứ đưa, ngài cứ nhân lên cúng dường cho bậc Ana Tư Đà Hàm, rồi Ana Hàm, rồi bậc A La Hán Tinh Văn, cúng dường cho vị Phật Độc Giác, cúng dường cho vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta thấy rõ ràng là nó có hai phương diện. Cúng dường cho người có giới hay là cúng dường cho cái bậc giải thoát thì phước báo nhiều. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật này cũng không có khuyên là chỉ nên bố thí chỗ nào mà nó sẽ phát sinh phước báo nhiều. Mà khi Đức Vua hỏi thì Đức Phật còn mới giải thích cho nghe cái chỗ đó thôi. Hỏi bố thí chỗ nào có phước báo nhiều thì Đức Phật còn mới nói đến cái bậc giải thoát, cái bậc an tịnh, vắng lặng năm triền cái. Là những bậc có thiền định. Và bố thí cho cái bậc đã được cái sự giải thoát, tức là đã đạt đến
giới quẩn vô học, định quẩn vô học, tuệ quẩn vô học, giải thoát quẩn vô học và giải thoát tri kiến quẩn vô học. Đó là thành tựu năm chi phần mà bố thí đã trừ năm triền cái, hay là đã thành tựu năm thất quẩn vô học, có phước báo nhiều. Chúng ta cần phải hiểu rằng ở chỗ này là Đức Phật Ngài chỉ trả lời cho cái câu hỏi của vua Bhaskaradi thôi. Còn những trường hợp khác á, thì Đức Phật Ngài dạy là hãy xả tài bố thí. Vì này Ananda, nếu như chúng sanh mà biết được cái lợi ích của cái sự bố thí xả tài thì người đó sẽ không có bỏng sẻn, sẽ luôn luôn chia sẻ với người khác. Và chỉ ăn khi nào mà đã chia sẻ cho người khác, bố thí cho người khác rồi mới ăn. Như vậy rõ ràng trong cái câu này có nghĩa là chú trọng đến cái tâm thí thôi. Đức Phật là khuyên chúng ta chú trọng đến tâm xả thí, chứ không có đi tìm cái đối tượng. Với lại ở trong một đoạn kinh khác, Đức Phật Ngài có dạy rằng này các tỳ kheo, ví như một người đổ cái thau nước rửa bát còn chút ít cặn vật thực ở trong cái thau nước đó đổ trên mặt đất, với tác ý nghĩ rằng mong nhờ cặn vật thực này một số sinh vật được sống còn. Chỉ tác ý như vậy vẫn là có phước, vô hồ chi là cái sự bố thí. Dầu cho bố thí ai đi nữa thì cũng là có phước. Thì như vậy đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu mà chúng ta xả tài để tẩy rửa cố quế sang thăm bổn sẻn, làm cho tâm được thanh tịnh, mục đích là để đạt đến cái sự giải thoát, thì như vậy bố thí trường hợp nào cũng có, cũng nên làm, trường hợp nào cũng nên làm. Thì cái đó chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta có cái sự thực hành cho nó chu đáo. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ hiểu rằng là ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy chỉ nên bố thí đến đối tượng và làm cho phước báo nhiều nhất, chỉ nên bố thí đến chỗ đó, chúng ta chỉ hiểu như vậy đó, thì như vậy ở trong cái thời kỳ
mà chúng sanh đã sa sút về phẩm chất đạo đức, về giới hạnh, không còn là bậc thánh nữa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nản lòng không muốn bố thí. Và lâu ngày không bố thí như vậy thì tâm của mình sẽ trở nên chật hẹp và cố quế. Cho nên ở đây chúng ta phải gì? Và cũng chính ngay trong cái bài kinh Đắc Thế Nào Nguyên Phân Gái, Đức Phật Ngài có dạy rằng thời gian sau, cho đến một lúc đó giáo pháp đã gần mãn, tức là cái khoảng thời kỳ Phật giáo đã trải qua 4.000 năm rồi, lúc bây giờ những vị tỳ kheo hay là những vị sa môn, gọi là sa môn chuyển tướng, gọi là Gotrafu Samanu, tức là không còn cái tăng tướng của một vị tỳ kheo thời Đức Phật nữa, mà chỉ mà vị tỳ kheo đó mặc y phục giống như người cư sĩ, chỉ khác là ở trên cổ có máng một miếng vải màu vàng choàng cổ vậy thôi, để tượng trưng là người xuất gia. Thì đến chừng đó đó, đến khi đó, nếu có ai nghĩ rằng ta sẽ bố thí cúng dường đến tăng chúng, rồi họ thỉnh mời từ 4 vị đó trở lên, rồi họ cúng dường, họ tác ý nghĩ rằng cúng dường tăng, thì họ vẫn có thành tựu được phước báo vô lượng như là cúng dường cho đại chúng tăng thời Đức Phật vậy. Cũng như bây giờ người Phật tử chúng ta đó, nếu mà chúng ta ở đó mà chúng ta lựa đối tượng thí là những vị tỳ kheo đoạn trừ 5 triền cái và thành tựu 5 cái pháp quẩn vô học, thì chắc có lẽ là chúng ta tìm thấy. Nhưng mà bây giờ nếu như người cư sĩ chúng ta có cái tâm trong sạch, chúng ta mời thỉnh 4 hoặc 5, 6 vị sư, dầu cho vị đó như thế nào đi nữa, không có giới hạn nhiều, nhưng mà chúng ta tác ý, chúng ta có lòng tỉnh tính nghĩ rằng cúng dường cho tăng thì chúng ta vẫn thành tựu được phước báo. Cho nên cái quan trọng nhất đó, là Đức Phật đã dạy rằng bố thí với lòng tỉnh tính. Ở trong bài kinh này Đức Phật cũng có nói đến bố thí với lòng tỉnh tính. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã hỏi ở trong cái câu thảo luận số 2. Bây giờ xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Phật Thầy. Tự có nghe chúng tôi nói không? Có điểm này
để hỏi thiền tọa thầy siêu. Cái này chỉ là ý kiến thôi. Khi mà dịch và soạn giáo trình đến phẩm của Sa Lá này thì phải nói một điều rằng có nhiều cái nhìn rất là mới về vua Pasenadi Batinak. Không hiểu sao ngày xưa khi mà đọc những cái bản dịch cũ, đôi lúc có cảm giác giống như là nhà vua là một người mà mình nói là ma phải và đụng đâu tin đó, thì có thể là không có cái tính tâm kiên cố đối với Phật pháp, đúng cái nghĩa là gọi là thuần á. Và đôi khi nghe những câu hỏi đạo của nhà vua cũng giống như nhà vua không có trình độ. Nhưng mà kỳ thật thì khi mà đọc vào các cái kinh văn này và trong bản cả bản sớ giải đó, thì mới thấy rằng nhà vua là người rất hiểu biết, rất là có tư cách, cái khí khái của một bậc lãnh đạo. Thí dụ như là nhà vua gặp các vị đạo sĩ ngoại đạo đi ngang qua, và sau đó nhà vua đã đứng lại chào. Nhưng mà rồi ngày xưa mình nghĩ rằng đó là do lòng cung kính thật sự, nhưng mà thật sự nhà vua biết rằng ở trong đó có những thám tử, có những gián điệp mà nhà vua gửi đi. Nhưng mà nhà vua vẫn làm như vậy. Nhưng mà nhà vua đã nhân đó để hỏi Đức Thế Tôn là làm sao mình biết được vị nào là A-la-hán, vị nào không phải A-la-hán. Và rồi bài kinh ngày hôm nay trong sứ giải cũng nói rằng do có một cái duyên mà thật ra chúng ta đọc nhiều đoạn kinh khác, những người ngoại đạo xương đặt Đức Phật là Đức Phật ngày chỉ dạy đệ tử, dạy cho những người cư sĩ là cúng dường đến Đức Phật và chư tăng thôi, không có cúng dường cho người khác. Thì ở đây cái ý mà nhà vua đưa ra câu hỏi đó là để vấn đề được sáng, vấn đề được rõ. Nhưng mà không có nghĩa là nhà vua không có hiểu biết. Thì bạch thượng tọa tiểu siêu, thượng tọa có thấy rằng qua những bài kinh này cho chúng ta thấy rằng vua Vasenadi là một vị vua thực sự có đạo lãnh đạo, là một vị mà đáng quý, đáng nể, chứ không phải là một người tầm thường. Thượng tọa tiểu siêu có đồng ý như vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa phản hiện trở lại. Nếu mà thượng tọa giới đẳng chỉ hỏi có bao nhiêu đó thì chúng tôi xin được trả lời là đây là một vị vua rất đáng để chúng ta tán thán. Bởi vì chúng ta cũng được biết ở trong cái bộ Bút Thâu Quan Sát, cái bộ ở bộ Bút Thâu Quan Sát nói rằng trong Đức Vua Pasenadi trong tương lai sẽ trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy rõ ràng là trong thời gian này đó, ít nhiều vị đó cũng là một chúng sanh Bồ Tát, Bodhisattva. Cho nên cái chuyện mà Đức Vua đi đến hỏi Đức Phật với những câu hỏi như vậy, với tính cách như vậy thì cũng không có gì là lạ. Và những cái câu hỏi đó chúng ta, những cái việc mà vua hỏi pháp đó, chúng ta nghiền ngẫm cho kỹ thì chúng ta vẫn thấy có nhiều cái lời lạ. Và những câu hỏi đó nó cũng rất là chính đáng, nó không có gì là một vị vua hèn kém hay là một vị vua thiểu trí tuệ, không phải như vậy. Thì chúng tôi cũng đồng ý để thượng tọa giới đẳng ở điểm này. Tôi xin tỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trường thượng tọa tiểu sư,
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được nêu lên ở đây bốn điểm mà chúng ta rất là cần để nói rõ trong bài kinh này. Thứ nhất là không phải là Đức Phật này khuyên chúng ta không nên bố thí ngoài Đức Phật và các đệ tử. Thậm chí hồi nãy Thiền Tọa Từ Siêu cũng có đề cập đến đó, là Đức Phật còn dạy là chúng ta bố thí cho loài vật, cho những người khác, những người đói, những người không tu, những người vô gia cư, tất cả những người đó Đức Phật đều dạy chúng ta bố thí. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là sự bố thí nào cũng giống nhau. Và bởi vì Đức Phật ngài dạy phân rõ là mình nên bố thí ở đâu khác, mà bố thí chỗ nào là có quả lớn khác. Và bố thí thì nên đó, ở trong trường hợp nào cũng nên bố thí hết. Chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài dạy rằng ngay cả con vật mà mình bố thí cũng có phước, đừng nói chi là người, đừng nói chi là người tu ngoại giáo, đừng nói chi là đệ tử Phật. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không biết cái chỗ để chúng ta bố thí. Nhưng mà biết cái chỗ bố thí rồi thì cũng không có nghĩa là mình chờ cho đến khi đồng gặp các vị A-la-hán, các vị hoàn toàn giải thoát mình mới bố thí. Không phải. Đức Phật ngài chỉ nói rằng cái bố thí cho những vị mà đoạn tận cái phiền não, ở đây là đoạn tận được năm triền cái và thành tựu được năm cái chi Phật. Giới quẩn, vô học giới quẩn, vô học định quẩn, vô học tuệ quẩn, vô học giải thoát quẩn, vô học tri kiến quẩn, là cái phước báo thù thắng, phước báo rộng lớn, phước báo vô lực. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rất là tế nhị là không phải là Đức Phật chỉ khuyên chỉ bố thí đến các vị A-la-hán, cúng dường các vị A-la-hán, mà chúng ta có thể cúng dường đến cho những vị mà có cái tâm thanh tịnh tu hành cũng tốt. Và trước đó nữa là bố thí người bình thường cũng tốt, bố thí con vật cũng tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng không phải đất nào mình trồng gieo giống xuống thì nó lên quả giống nhau hết. Ở đây nhà vua hỏi cái gọi là Mahaphala, gọi là đại quả và quả lớn. Thì về điểm này chúng ta phải phân biệt cho rõ. Vì vậy trong câu hỏi với Đức Phật đã khuyên là hai câu hỏi đó khác nhau. Và thưa quý vị, điểm thứ ba mà chúng ta nên nhắc ở tại đây đó là trong cái việc mà bố thí cúng dường đó, thì Đức Phật ngài dạy một cách tự nhiên là mình bố thí cúng dường mà cái tâm người bố thí cúng dường hoan hỷ, gọi là tịnh tính, là trong sạch. Mà cái người mình thọ thí gọi là trong sạch thì cái phước báo thù thắng. Hồi nãy thì Tổ Pháp Đăng có nhắc đến ngài Sư Phu Ti, ngài là người có cái ngài là người có cái từ tâm với cái người nghèo, với những người đàn tính. Khi ngài đi cất thực, thỉnh thoảng xuất thiền và nhập thiền. Tại vì khi mà an trú vào cái tâm vô cùng thanh tịnh mới vừa xuất thiền ra đó, thì cái vị mà cúng dường cho vị mới xuất thiền và cái vị cúng dường cho một vị vừa xuất diệt thọ tưởng định đó, thì là sự cái phước lắm. Dĩ nhiên là như vậy, chúng ta nói trong đời sống này, thưa quý vị, đây là một sự thật là quý Phật tử mà cúng dường đến chư tăng, mà những vị sư nào mà nhận cúng dường đó không có tham luyến và cúng dường, vị nào mà nhận cúng dường với tâm quán tưởng, vị nào nhận sự cúng dường mà có tâm tu tập, đặc biệt là không có dính mắc, thì cái phước quý vị lại càng nhiều. Chúng tôi phải nói lên điều này là tại vì có một số Phật tử đó hay quan niệm rằng cúng dường đến chư tăng mà chư tăng ăn rất là ngon, chư tăng rất là thích thì có phước nhiều. Thì thật ra cái đó cũng có phước. Ví dụ như mình cúng dường Đức Phật dụng mà làm cho cái người thọ thí được những cái tiện nghi thì cũng có phước. Nhưng mà cũng phải nói rõ thêm á, là nếu cái vị mà nhận sự cúng dường mà thủ đắc tài sản đó mà tham lam mà còn dính mắc á, thì thật ra quý vị không có phước nhiều bằng cái vị không có dính mắc. Cái đó mình phải nói rõ. Thí dụ có đôi khi quý vị đến cúng dường cho vị anh đang tu thiền mà vị đó ăn chỉ biết là ăn thôi, ăn với trong chánh niệm, thì đừng thấy vị đó không khen ngon quý vị buồn, không nên như vậy. Mà quý vị thấy rằng cúng dường cho vị đó được an lạc tu tập, có đủ sức khỏe để tu tập thì như vậy có phước.
Thế nên chúng ta mới nên nói như vậy là theo trong Phật giáo đó, theo trong lời Phật dạy đó, thì cái người cúng dường và cái người thọ thí giống như là cái người gieo trồng và cái mảnh đất mà mình gieo trồng. Cái mảnh đất càng sạch, mảnh đất càng ít cỏ hoang thì lúa và những hạt giống vân vân nó sẽ dễ dàng để mọc tốt. Thì cũng tương tự như vậy, người nào mà quý vị thấy bây giờ mình hay có cái tình trạng gọi là người ta biết săn đón, thí dụ như Phật tử đến chùa cúng dường mà bị thầy khen gọi là khen lấy lòng, khen lấy khen để đó, thì những vị đó hay hoan hỷ, còn chư tăng vị nào giữ im lặng thì cũng không hoan hỷ. Nhưng mà thật ra đó thưa quý vị, cái của Phật giáo từ xưa nay mà đúng nghĩa thì chư tăng không có khen chê đồ ngon đồ dở, và đồng thời thường thường á, một cái cách mà hợp đạo nhất mà chư tăng thọ nhận của tính thí á, là thọ nhận với sự quán tưởng và im lặng để chúc phúc. Nhiều khi Phật tử không có coi trọng chuyện đó. Cái văn hóa mình bây giờ thay đổi thưa quý vị, chúng ta thì thích lời ngon tiếng ngọt, quý vị làm việc gì đó mà được ca tụng, được gọi là được đưa lên tận mây xanh đó, thì quý vị hoan hỷ. Nhưng mà thật ra khi mà mình bố thí cúng dường với vị nào mà vị có cái đời sống tốt đẹp thanh tịnh đó, thì mình có phước nhiều. Đó là cái mà từ ở trong kinh mà Đức Phật đã giảng như vậy. Và rồi cũng qua bài kinh này thì chúng ta cũng học hiểu được một điều là Đức Phật dạy rằng cái người mà làm cái công đức thù thắng đó là người đó phải có cái niềm tin. Rồi ngoài cái niềm tin ra đó thì phải có sự hiểu biết. Về điều này thì có nhiều vị rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên là tại sao mà mình bố thí mình cần sự hiểu biết. Ở trong này đó, gọi là cái người có chỗ dịch là đa văn, nhưng mà ở đây chúng ta có thể nghĩa là người có hiểu biết. Nói theo thắng pháp là người làm bằng tâm hợp trí đó. Không phải ai cũng có sự hiểu biết trong sự bố thí hết. Khi mà mình có đủ sự hiểu biết trong sự bố thí đó, thì mình sẽ làm phước tốt hơn. Chúng tôi lấy ví dụ như là có nhiều người Phật tử bỏ ra số tiền lớn, lựa những cái chùa nào danh tiếng thì đến cúng dường. Thì mình chỉ làm phước là tại cái chùa đó danh tiếng thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta đến những ngôi chùa rất nghèo ở miền quê xa vắng, mà chư tăng các cô tu nữ tu hành tốt, nhưng mà vì ở xa, vì ở đông, thành ra nghèo. Thì nếu mình là người có hiểu biết thì mình sẽ nghĩ rằng cúng dường như vậy mang lại lời lạc hơn. Thì đó là sự có hiểu biết. Và ở trong thắng pháp thì nó nói như vậy là mình cúng dường bằng cái tâm thọ hỷ, có phước hơn tâm thọ xã. Vô trợ có phước hơn tâm hữu trợ. Nhưng mà hợp trí lại có phước hơn tâm ly trí. Là phước có hiểu biết. Cái hiểu biết này là cái gì của vậy quý vị? Ở ngoài đời quý vị thấy rằng mình buôn bán đó, mình cũng cần có cái sự hiểu biết về mặt hàng, hiểu biết về khách hàng, thì cái công việc mình nó mới phát đạt được. Mình làm văn hóa mình cũng phải hiểu biết, làm về nghệ thuật cũng có hiểu biết, và thưa quý vị, làm phước cũng có hiểu biết. Đừng bao giờ mà mình nghĩ rằng mình làm phước mà không cần cái sự hiểu biết. Rất cần lắm kìa. Bởi vì tại sao chúng ta nên có thời giờ ngồi với nhau để đọc Phật kinh, để tìm hiểu Phật pháp? Bởi vì trong cái nghe, cái hiểu, cái chiêm nghiệm đó, nó làm cho chúng ta hiểu biết cái chuyện đó tốt hơn, hiểu biết chuyện đó đẹp hơn, hiểu biết cái chuyện đó sâu sắc hơn. Và cái sự hiểu biết sâu sắc đó giúp cho cái phước sự của chúng ta được thù thắng hơn. Và thưa quý vị, trong bài kinh này đó, thì Đức Phật, Ngài trả lời, một cách trả lời mà tất cả chúng ta là con của Ngài thì chúng ta nên học, một cách trả lời rất đẹp. Như hồi nãy thì Tòa Thượng Sư nói là Đức Phật Ngài không có trả lời thẳng là nên bố thí cho Như Lai hay bố thí con Như Lai. Mà ở đây Đức Phật dạy rằng cái người bố thí đó mà gọi là tạo nhiều phước báo là người bố thí đến cho vị đoạn tận được năm điều và thành tựu được năm điều. Đoạn tận năm điều là gì? Đó là đoạn tận tham dục, sân độc, hôn thụy, trạo hối và nghi hoặc. Nói một cách khác
là trong đời sống vị nào sống ít phiền não, vị nào sống với cái tâm nhẹ nhàng, với tâm mát mẻ, với tâm tỉnh thức, với cái tâm vững chãi, với cái tâm quyết đoán, không có ít có nghi hoặc. Thì thưa quý vị, những vị như vậy á, cũng dù mình có nhiều phước, cái điểm quan trọng không phải là mình cúng dường đến một vị nào mà vị đó nổi tiếng, không phải là mình cúng dường đến vị nào tại vì vị đó có cái giáo phẩm cao, có cái địa vị cao, không phải vị nào có học vị cao, mà chính là những vị nào mà có tu, và cái tu đó được thể hiện qua cái sự giảm thiểu hay là đoạn tận năm truyền cái. Dĩ nhiên ở đây là Đức Phật ngài không có nói chúng ta là phải tìm đến những bậc thánh mà hoàn toàn giải thoát. Thật ra bây giờ nếu tìm ra như vậy cũng khó thưa quý vị. Nhất chúng ta cũng hiểu qua lời dạy của Đức Phật đó, là những vị nào càng chịu khó tu, càng sống ít nặng về tham, ít nặng về sân, ít nặng về cái biến nhát, ham ăn mê ngủ, ít nặng về vấn đề tâm dao động, ít nặng về vấn đề nghi hoặc, thì sự cúng dường cho vị đó càng có phước. Cái đó là cái chúng ta hiểu. Mình có học Phật Pháp, học cái gì đi nữa mình cũng nên hiểu đoạn tận năm điều và thành tựu năm điều. Năm điều đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nếu mà chúng ta đọc kỹ trong Phật Pháp, chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rõ, ngài không có nói mơ hồ nha. Đức Phật ngài không có dạy mơ hồ, ngài dạy rõ lắm. Chúng ta là con Phật, nếu chúng ta chịu khó lắng nghe, học một cách, thì chúng ta hiểu cái cách nói, cách dạy của Đức Phật. Và ở đây thì chúng tôi phải thưa rằng vua Pasenadi là một vị vua, là một vị lãnh đạo, người có đạo lãnh đạo. Nhà vua đã nêu lên câu hỏi này trước mặt đại chúng để Đức Phật giảng giải. Một á, là để cho đại chúng hiểu rõ hơn về cách làm phước cúng dường. Và thứ hai nữa đó là để xóa đi cái lời xương tạc của ngoại đạo. Họ nói rằng Đức Phật ngài chỉ dạy cho quần chúng cúng dường cho ngài và chư tăng. Nó có tất cách là vị ngã, vị kỷ, ích kỷ. Không phải. Mà đây là Đức Phật ngài chỉ... Thật ra chúng ta nói là Đức Phật là một vị từ bỏ ngai vàng, từ bỏ địa vị danh vọng, ngài không có cần ở chính ngài. Chúng tôi thưa quý vị nha, nếu mà quý Phật tử mà suy ngẫm điều này thì quý vị sẽ có cái đức tin rất là mạnh. Quý vị biết không, ngay cả như Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, là một vị mà đề xướng ra cái chuyện tu thiền, nhưng mà Hòa Thượng vẫn nặng lòng với một số điểm. Dạ, nặng lòng số điểm là ví dụ như ngày Hòa Thượng mất thì đệ tử nói rằng không phải là mất, mà Hòa Thượng vẫn, họ gọi dùng cái chữ gọi là transitional, là chuyển hóa. Dạ, chuyển hóa. Thì Hòa Thượng cũng phải nhắc các vị là thầy không có mất, mà thầy vẫn còn ở trong các con, thầy vẫn còn chỗ này chỗ kia. Cái ý nghĩ mà thầy vẫn còn á, nó lại là một ý tưởng mà người ta tôn lên ý tưởng đó, thầy vẫn còn. Thầy chuyển hóa bằng cách này khác nhưng mà thầy vẫn còn. Hay hoặc giả là một cái tang lễ thì nên tổ chức kiểu này, tổ chức chỗ kia. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra trong cái tinh thần của Phật Pháp, đúng nghĩa Phật Pháp á, thì như vậy là Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường. Thì chúng ta nên biết là vô thường thôi. Thí dụ như quý vị có thương một vị thầy, có kính một vị thầy, cũng không cần phải nghĩ là vị thầy đó còn hay còn thế nào, hay vị đó sẽ ra sao, hay chúng ta phải điểm phấn, phải tôn vinh vị đó, mà rất là đơn giản là nó vô thường thì biết là vô thường. Cái này là cái khó lãnh hội lắm. Nhưng mà khi chúng ta đọc kỹ Phật Pháp đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài giảng cái đó rất là trực tiếp. Chúng ta một câu Phật cung mà khi Đức Phật ngài viên tịch á, quý vị nhớ Đức Phật dạy như vậy. Đây là lời dạy cuối cùng của ngài: này chi tỳ kheo, tất cả pháp hữu vi là vô thường, các con hãy tin đến. Chúng ta nghe kỹ câu đó, đọc kỹ câu đó, chiêm nghiệm kỹ câu đó, không có một mãi may nào mà Đức Phật dạy chúng ta là phải nghĩ rằng Đức Phật còn hay không còn, Đức Phật còn thế này thế kia rồi mình phải làm gì với Đức Phật. Không có. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, các con hãy tin tấn. Cái đó là cái chúng ta phải hiểu. Thật ra có nhiều khi mình học Phật Pháp thưa quý vị, mà mình đi hơi hơi nhiều, đi hơi xa,
Thật ra chúng ta không thấy rõ về điểm này. Và trong cái cách trả lời của Đức Phật ở đây cho vua Vasenadi rất là đơn giản, là khi nhà vua hỏi bố thí chỗ nào thì Đức Phật giải rằng bố thí cho những người có tu. Có tu ở đây tức là có giới hạnh. Thì đây. Và khi hỏi bố thí chỗ nào có quả lớn thì những vị nào thành tựu năm chi Phật, đoạn tận năm chi Phật và thành tựu năm chi Phật là có quả phúc lớn. Hai câu hỏi rất khác nhau và có hai câu trả lời khác nhau. Chúng ta nên phân rõ. Và khi mà chúng ta hiểu, chúng ta nắm được ý nghĩa này rồi, thì thưa quý vị, chúng tôi cam đoan với quý vị rằng quý vị làm phước kiểu nào cũng không có đúng hết, cũng không có sai hết. Xin lỗi quý vị, làm kiểu nào cũng không có trật hết. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta nắm được cái ý nghĩa căn bản. Và ý nghĩa căn bản nhất mà Đức Phật Ngài dạy là trong sự bố thí nào á mà gọi là thù thắng nhất, là cái người bố thí và người thọ thí đều tâm thanh tịnh. Nhưng mà Ngài dạy rằng cả bốn trường hợp đều có phước hết. Có trường hợp người bố thí không thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh cũng có phước, và phước ít. Phước nhiều hơn một chút đó, là hoặc là bên bố thí thanh tịnh, hoặc là thọ thí thanh tịnh. Mà viên mãn, mà gọi là cụ túc, mà gọi là thù thắng, thì cả hai bên đều thanh tịnh. Ở đây nó là cái luật tự nhiên, chứ đâu phải là Đức Phật Ngài muốn đề cao người này, không đề cao người kia. Mà thật ra thưa quý vị, cái mà gọi là năm truyền cái đó là một cái mà người Phật tử phải hiểu. Ngày hôm nay đó, người ta hay gọi một vị là vị thánh tăng, người ta hay gọi một vị đó là một vị thiền sư đắc đạo, hay là họ gọi thế này thế kia. Nhưng mà thật ra đó, người ta chỉ đánh giá qua tư tưởng, người ta chỉ đánh giá qua cái danh tiếng ở bên ngoài. Nhưng mà cái điểm chính để mình lượng định một cái người mà có tu hay không có tu á, là người đó có năm truyền cái hay không. Năm truyền cái tức là tham dục, sân độc, hôn thủy, cạo cử và nghi hoặc. Tham dục là vị đó sống cái sự ham muốn ít hay nhiều. Sân độc là vị đó có nóng nảy, có những phẫn nộ hay không. Hôn thủy là vị đó sống có biến nhát, nổ bụi lực vì cái chuyện ngu nghĩ hay không. Không có cạo cử tức là không có dao động hối quá, cái tâm tư không có khoảng khốt, không có dao động. Và chúng ta nói có cái tâm mà gọi là định tĩnh đó. Và không có nghi hoặc, là tâm vị đó rất sáng, rất rõ. Thì khi mà chúng ta nói về điều này đó, nó là cái chuẩn mà rất nhiều Phật tử không để ý. Chúng tôi thưa quý vị, bây giờ đó, người ta hay có một cái trường hợp xảy ra là người Phật tử Việt Nam mình đã đi tu thiền ở bên chỗ này chỗ kia, về cứ nói vị này là A-la-hán, vị kia là tu Đà Phật. Thật ra những cách nói đó là chúng ta nói rất là bừa bãi. Chúng ta quên một điều rằng chúng ta không phải là vị A-la-hán, thì chúng ta không biết ai là vị A-la-hán hết đâu, chúng ta không hiểu đâu. Và một cái vị thiền sư nổi tiếng nói hay, đệ tử theo nhiều, cũng không có nghĩa là vị đó A-la-hán. Đây là một điểm mà chúng tôi rất là tiếc, là Phật tử Việt Nam mà đi hành thiền có khóa về đó, vị thầy đó là A-la-hán. Mà hỏi ai gọi vị là A-la-hán, nói tại con thấy như vậy, mình không phải là A-la-hán, sao biết vị đó là A-la-hán. Nhưng mà như vậy là đi là một cái chuẩn mà rất khó. Mình chỉ cần ở gần một người, sống gần một người thì mình hiểu được năm cái chướng ngại tinh thần: tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo cử và nghi hoặc. Nó có chi phối vì nhiều hay không? Dĩ nhiên là phải quan sát lâu lắm, phải sống chung lâu lắm chúng ta mới biết. Nhưng mà không có nên, mình không có nên xác lập một cách bừa bãi là vị này là vị A-la-hán, vị kia vị đắc đạo. Mình không có trình độ đó, mình không nên nói. Đồng thời, nếu có chăng để đánh giá sự thanh tịnh người khác thì dựa trên năm cái pháp được đoạn trừ và dựa năm pháp thành tựu. Thì quý vị thấy rằng riêng về năm pháp đoạn trừ, năm pháp thành tựu thì chúng ta chưa chắc là chúng ta hiểu tới một người. Làm thế nào mà chúng ta có thể lượng định được cái giới quẩn? Làm sao chúng ta lượng định được định quẩn? Làm sao chúng ta lượng định được tuệ quẩn? Còn giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn thì nó còn vượt ngoài tầm tay của chúng ta được. Vì khi mà mình nghe một người nói gì hay một quần chúng nói cái gì đó, thì vấn đề là chúng ta phải trở về ngay là với cái căn bản của kinh điển. Đức Phật dạy chúng ta hoài trong nhiều đoạn lắm. Khi mình nghe chuyện gì, khoan vội tin, khoan vội bỏ, mà hãy đem đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật.
những sự đối chiếu này nó rất là cần thiết. Và đâu phải là chúng ta không có kinh điển, đâu phải Đức Phật dạy một cách mơ hồ. Càng học thì chúng ta thấy Đức Phật dạy cái gì cũng rõ ràng lắm. Chúng ta có đầy đủ sự trang bị, đầy đủ cái tài sản Đức Phật để lại, đầy đủ sự hướng dẫn. Mà vấn đề là chúng ta không chịu học, chúng ta không hiểu, không lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Phật. Vị nào mà đã đọc bài kinh này mà đọc rất kỹ rồi sẽ thấy về cái cách hỏi của Vua Pa Tư Nặc, cách trả lời của Đức Phật và những điểm nhấn nào mà Ngài đề cập đến trong điểm này. Và như vậy, cái tâm thí mà đẹp nhất phải là cái tâm thanh tịnh. Nếu mà mình cho, mình vui vì mình thấy rằng người ta đang thổi phồng mình lên, đang gọi là mình là thế này, mình thế kia. Chúng tôi có quen với một Phật tử đó, là trong cái việc là phước luôn luôn tìm cách để đề xướng tên tuổi của mình lên. Mà thật ra chúng tôi có nhắc một vài lần mà không được thì thôi. Như vậy nói rằng, như vậy nó rất uổng. Thà là mình làm phước trong thầm lặng, thà là mình làm phước không ai biết mà tâm mình hoan hỷ, hơn là mình làm rồi mình làm banner, rồi mình làm biểu ngữ, rồi dương cờ giống trống lên là ôi tôi làm đó. Thật ra cái đó làm cho tâm mình nó không được trong sạch. Bởi vì cái chữ tịnh, tịnh tính đó này là chữ rất đẹp, thứ vị. Chữ tịnh tính mà dịch cái chữ Siddhartha đi dịch rất là đẹp. Tại vì sao vậy? Nghĩa là mình có niềm tin, nhưng cái niềm tin nó làm cho tâm mình được trong sạch. Chúng tôi thưa thật với quý Phật tử là vị nào mà đã từng đi làm phước cho một cộng đồng tăng chúng tu học ở những nơi xa xôi hẻo lánh, mình làm phước xong không ai biết mình, và những vị đó cũng chẳng ai cảm ơn mình, chẳng ai liên lạc với mình. Nhưng nghĩ rằng hôm nay mình đã có được một bữa cơm cúng dường cho các vị này một cách đầy đủ, mình hoan hỷ. Hôm nay mình cúng dường các vị này đang tu học, mình hoan hỷ. Chứ mình trở về thì mình sẽ thấy cái tâm mình rất là trong sạch. Cái sự trong sạch đó, đó nó rất lợi lạc cho chúng ta lắm. Đó là tâm tịnh tính. Và Đức Phật dạy rằng cái chỗ nào mà mình làm phước mà tâm mình nó tịnh tính đó, tâm mình nó, thì mình nên làm. Chỗ nào mà làm phước mà mình thấy rằng mình cúng dường ở đây không phải cho vị đó phiền não hơn, tham muốn hơn, mà cúng dường cho các vị đó tu học nhiều hơn, và cúng dường ở đây lấy một cộng đồng, một đại chúng, mình hoan nghĩ hơn. Thưa quý vị, chúng tôi đã từng sống ở trong chùa những năm tháng rất là nghèo. Sau 75 cũng vậy. Mà chúng tôi sang Miến Điện á, ở những ngôi chùa mà chúng tôi đến á, chúng tôi thấy bữa ăn của chư tăng rất là đạm bạc. Đất nước đã nghèo rồi mà chùa nuôi cả ngàn chư tăng, thành bữa ăn rất là đạm bạc. Và khi mà mình cúng dường để có được một bữa ăn đầy đủ cho chư tăng, thì thật sự mình chỉ ngồi đó không nghĩ rằng hôm nay chư tăng có bữa ăn đầy đủ, có thể tu học tốt hơn, và cả một cộng đồng tốt hơn. Thật ra trong lòng mình, cho đến bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, chúng tôi vẫn còn có cái cảm giác đó. Tâm mình khoan nghĩ. Tại vì sao vậy? Là tại vì mình thấy được cái lợi lạc, mình thấy được cái gì mà mình làm. Thật ra cái người làm phước phải là người có hiểu biết, quý vị. Không có hiểu biết thì thật ra cái mà chúng ta làm đó, giống như, xin lỗi quý vị, mình mua đồ giả vậy đó. Quý vị Phật tử có biết không, bây giờ ở bên Mỹ đó, nó lại có cái trường hợp như vậy, là khẩu trang á, có những khẩu trang giả nhiều lắm. N95 cũng giả rồi, mà KN95 cũng giả. Có rất nhiều khẩu trang mà không đạt cái chuẩn mà CDC đưa ra, người ta vẫn bán đầy trên thị trường. Chúng ta làm phước cũng vậy. Không phải chúng ta làm phước nào nó cũng giống nhau đâu. Mà muốn làm phước một cách chân thực, làm phước một cách lợi lạc, thì phải làm phước với hiểu biết. Cái gì thấy là Đức Phật dạy rằng ở đâu có lòng tình tính thì ở đó nên là phước. Ở đâu có lòng tình tính thì ở đó nên là phước. Và cái lòng tình tính đó là nói lên cái sự không có phiền não. Mình làm phước á, và mình càng làm thì mình càng chấp danh, càng cầu danh, mình càng làm mình càng thủ lợi, mình càng làm á, thì mình càng rắc rối thêm, mình đừng làm. Đây là một điều rất là tiếc, là có nhiều Phật tử bỏ công bỏ của mà không nắm được chuyện đó. Mình làm phước thế nào tâm mình thật sự là khoan hỷ, tâm mình thật sự là an lạc, mà đặc biệt yếu tố là tâm mình trong sạch. Vì vậy đó, chúng tôi thưa quý vị rằng có một lần chúng tôi nói chuyện với Ngài Ananamitri đó, Ngài có dạy là ai cũng nghĩ là bố thí là một điều rất là dễ hiểu trong Phật Pháp, nhưng mà thật ra bố thí là một thuật sống. Ngài dùng chữ The Art of Living, bố thí là một nghệ thuật sống. Và một cái người mà thật sự biết bố thí
thì người đó phải có sự hiểu biết. Quý vị đọc ở trong bài kinh này, Đức Phật nói rất nhiều về một người trí, the wise one, the pandita, the subhita, the betavi, là những người mà gọi là người có hiểu biết. Có hiểu biết mới là việc trí, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng những người bố thí thì người không có hiểu biết đâu. Chúng tôi rất là hoan hỷ khi đọc lại những dòng kinh xưa đó, đề cập đến những nhân vật như là ông Cóc Cô Độc, ông Visakha và nhiều người khác khi họ bố thí. Thưa quý vị, cái bố thí của họ là đầy sự hoan hỷ, đầy trí tuệ và rất là lợi lạc. Chứ không phải mình nghĩ rằng những người này là những người nam cư sĩ, người nữ cư sĩ chỉ biết bố thí, giống như ngày nay Phật tử đi chùa và đóng tiền qua ra không. Có tiền là một lẽ, bố thí là một lẽ, mà bố thí bằng sự hiểu biết, bố thí bằng cách có lợi lạc, bố thí bằng một cách là thuận hợp theo những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, thì chuyện đó không có đơn giản, không dễ dàng chút nào hết. Do vậy, chúng ta nhắc lại một lần nữa là vua Pasenadi có một lý do để nêu lên những câu hỏi này. Và nhà vua cũng thấy rằng những câu hỏi như vậy có lợi lạc cho đại chúng, và không phải chỉ cho lợi lạc cho đại chúng đang hiện diện ở trong cái pháp hội lúc đó có Đức Phật, mà còn lợi lạc cho cả hàng bao nhiêu thế hệ cho đến chúng ta ngày hôm nay, một buổi sáng, một buổi tối vào trong bao thóc để đọc lại, để nghe lại. Và chúng ta phải đọc rất kỹ để thấy rằng bậc đạo sư của chúng ta là Đức Phật, Ngài dạy rất rõ ràng, rất trong sáng. Cái mà hiểu sai, cái mà hiểu không chính xác là do chúng ta không chịu học, do chúng ta không chịu tìm hiểu, do chúng ta không chịu lắng lòng nghe. Nên mình mà, thưa quý vị, mình làm phước mà để tâm của mình hoan hỷ, giống như là mưa rào, giống như là mưa lớn, vang rền như sấm động. Chúng ta làm phước mà tâm của chúng ta sung mãn như vậy đó, thì bảo ở sao không có phước, là sao chúng ta không gọi dừng công đức được. Tại vì sao vậy? Vì người Trung Hoa có một cái chữ rất là đẹp ở trong chữ Hán, nhưng nói tiếng Việt chúng ta thì không đẹp một lời, chữ là chữ thống khoái, hay là sảng khoái, hay là người Việt Nam chúng ta nói là hưng phấn, hay là rất là phấn khích, rất là hoan hỷ. Nhưng mà ở đây là hoan hỷ trong thiền pháp, hoan hỷ đến nỗi mà Đức Phật Ngài dạy giống như là một cái cơn mưa lớn mà với tiếng sấm vang rền, gọi là mưa. Chúng tôi biết là có những khi có những cơn mưa mà nó rỉ rả, nó làm cho chúng ta không thấy, nhưng mà có những cơn mưa rất là ngon lành, mưa một cách người ta là mùa là mưa như cầm chỉnh. Chúng tôi sống ở đây, chúng tôi biết có nhiều cái trận mưa như vậy. Và cũng phải nói với Phật tử là ở trong chùa có vườn cây, thành trong mỗi mưa chúng tôi hoan hỷ, nhưng mà có những trận mưa chúng ta hoan hỷ làm phước cũng vậy. Có nhiều khi mình làm phước với cái tâm tư của chúng ta rất là sảng khoái, tâm của chúng ta rất là hoan hỷ, rất là sung mãn, thì cái sung mãn nó đến từ lòng tịnh tính, cái sung mãn nó đến từ trí tuệ. Và chúng tôi cũng nói thêm một điểm chia sẻ với quý Phật tử, đó là tại vì là một vị tu sĩ đọc kinh sách của Đức Phật để lại, chúng tôi luôn luôn tin tưởng một điều rằng mình làm phước mà không có cá nhân tiện thí, cúng dường chung đến cho cộng đồng, cúng dường chung đến đại chúng, mà đại chúng đó là đại chúng của những người tu tập. Và có đôi khi chúng tôi đến làm phước cho những ngôi chùa mà chư tăng thì kheo xây di, không có một vị nào đến cảm ơn chúng tôi hết. Các vị chỉ lẳng lặng đi ra nhận thực phẩm rồi trở về ngồi thọ thực đi về. Nhưng mà những lúc đó chúng tôi vô cùng khoa kỹ, là tại vì sao vậy? Tại vì mình đang là hành trì theo lời Đức Phật dạy, là cái người cho biết cách cho, cái người nhận biết cách nhận. Người nhận á, thì chỉ lẳng lặng ra nhận mà không có vẻ săn đón, không có vẻ chạy đi theo quấn quýt để họ làm việc này, hỏi việc này việc kia. Và cái người cúng dường cũng không có đòi hỏi gì hết. Tất cả mọi người, người cho, người cúng dường và người nhận cúng dường đều hành trì theo lời Đức Phật dạy. Những lúc đó chúng tôi hoan hỷ, chúng tôi thực sự rất hoan hỷ. Hay là có những buổi sáng á, chứ đi bên Miến Điện và Thái Lan á, có những A Tư và Chư Tăng đi bát á, cả hàng ngàn vị, thì người ta có chuẩn bị sẵn và đến mình mua cả hàng ngàn phần để cúng dường như vậy.
thì chư tăng đi ngang, dù đó là tỳ kheo, là xá di, là vị sư cả, là vị pháp sư, giảng sư, là bất cứ vị nào, mình chỉ nghĩ đến chư tăng thôi, đặt vào trong mình bác. Và cúng dường xong thì mọi người ra về, chư tăng đến nhận rồi đi về chùa thọ thực. Mình đến mình cúng dường xong mình trở về khách sạn, nhưng mà không có ai làm phiền ai, không ai làm gánh nặng ai. Bây giờ nó có những cái chuyện mà nó gọi là dai dẳng. Dai dẳng ví dụ như là một vị thí chủ đến chùa cúng dường, rồi phải lấy tên họ, địa chỉ, rồi liên lạc, rồi kêu gọi, rồi vận động thế này. Sao chúng tôi thấy cái chuyện đó nó càng ngày nó càng mất đi, mất đi cái đẹp của thời xa xưa. Bởi vì có nhiều Phật tử than phiền chúng tôi rằng sao tụi con đi chùa thấy sư không có gọi. Nhưng mà thật ra chúng tôi muốn các vị làm cái tự nhiên hơn. Bởi vì sao vậy? Ở trong cái chuyện mà không có ràng buộc, vì nhẹ nhàng, bởi vì chính là phước cách nhẹ nhàng, đi cách nhẹ nhàng, không có ràng buộc, không dính mắc, không có làm phiền lẫn nhau đó, thì cái đó cũng là cái rất đẹp. Và cái đó là cái Đức Phật ngày dạy chúng ta trong cái cung cách cúng dường và trong cái cung cách thọ thí. Tìm một người biết cho đã là một điều hiếm, mà tìm một người biết nhận cũng là một điều hiếm. Tại vì đa phần thưa quý vị, người ta hay làm phiền với nhau lắm. Ví dụ như quý vị thấy quý vị cho một cái người nào đó, họ được một lần họ cứ đòi nữa, cứ xin nữa, kêu gọi. Chúng tôi nói chúng tôi rất là sợ, chúng tôi rất là sợ những người Phật tử mà phải dùng cái thành ngữ là thấy được làm tới. Ví dụ thấy có một Phật tử A, B đến chùa Phát Tâm cúng dường, mà họ cúng dường tương đối là được á, thì nghĩ là người này có lòng á, cứ theo người đó kêu gọi hoài. Mà ở trong chùa nó hay sanh ra những chuyện đó lắm. Ở trong chùa sanh, mình kêu riết người ta mất đức tin, mình kêu riết người ta cảm thấy nặng nề, kêu riết nặng lòng. Tại sao mình không để cho cuộc đời nó đẹp? Tại sao không để cho tâm người ta khoan hỷ? Tại sao không để mình khoan hỷ? Người ta đến người ta cúng dường, người ta khoan hỷ. Nếu người ta khoan hỷ nữa, người ta cúng dường nữa, không thì thôi. Bây giờ nó có chuyện gì? Quý vị biết là trong cộng đồng á, lâu ngày nó có một cái chuyện là những người nào mà mặt chai mày đá đó thì đi kêu gọi vận động nhiều. Còn những người nào mà ít có vận động thì không được giới. Tại vì sao? Những cái người mạnh thường quân, hàng tâm, hàng sản á, thì người ta đến gõ cửa hoài, cứ kêu gọi hoài. Và kêu gọi hết cái này cái kia thì ai cũng nản thưa quý vị. Ở trong Túc Sinh Truyện Phật giáo kể câu chuyện là có một hai vị đạo sĩ, sư huynh, sư đệ thường gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm tu học đó, thì vị sư đệ than phiền là có một Long Vương hay đến, mà khi Long Vương đến thì sư đệ không có cảm thấy thoải mái. Thì vị sư huynh mới bày ra rằng khi nào Long Vương đến cứ xin cái viên ngọc của Long Vương là mai mốt Long Vương không đến nữa. Mà quá thật, xin xong rồi Long Vương không đến nữa. Chúng tôi nói rằng đa số chúng ta ở tại các chùa chiền, ở tại các đạo tràng, không biết là chúng ta có khích lệ cái sự tu học với Phật tử ấy không, mà thay vào đó là chúng ta đuổi người ta đi. Chúng ta đuổi bằng cách nào? Là cứ kêu gọi. Chúng ta đuổi bằng cách nào? Là chúng ta cứ đặt nặng vấn đề tiền bạc. Quý vị cứ tưởng tượng đi, Phật tử đi chùa, họ phát tâm đến chùa để nghe pháp, cũng đi làm, mà bữa nay kêu gọi này, mai kêu gọi kia, bữa nay người này đến kêu gọi, mai người kia đến kêu gọi. Và quý Phật tử trong chùa nghĩ cái chuyện nó hay ho, nhưng mà thật sự không hay gì hết. Tại vì sao? Tại vì đôi khi mình phá vỡ đi cái niềm tin của người ta. Tại sao không để cho người ta đến ta tu học? Và đôi khi chúng tôi nói Phật tử nói rằng mình không có gọi thì người ta không có làm phước. Nhưng mà cái chuyện gì cũng vừa phải thôi. Mình cứ thông báo, mình cứ cho mọi người biết. Nhưng mà đừng chạy theo người này nói rằng ô, chị cúng này, chị cúng cái kia. Chúng ta cố gắng làm cho mọi người được an lạc. Cái an lạc quan trọng. Họ phát tâm thì cứ để họ phát tâm. Nhưng mà chúng ta nên dành cho mỗi người sự hoan hỷ. Cái niềm hoan hỷ, cái tình tính quan trọng lắm. Chúng ta cố gắng đọc kỹ bài kinh này. Chúng ta đọc kỹ bài kinh này, Đức Phật dạy rằng họ nên bố thí ở đâu, bố thí ở đâu với cái tâm tịnh tính hoan hỷ thì nên bố thí. Và mình làm sao đó mà cái người bố thí được hoan hỷ, và làm sao khi mình bố thí được hoan hỷ. Chúng tôi thưa quý vị là trong cuộc đời chúng tôi đó, có một chuyện mà chúng tôi xem rất là thiêng liêng là chúng tôi không làm phước bằng tâm miễn cưỡng. Nếu chúng tôi làm bằng tâm miễn cưỡng chúng tôi không làm đâu. Đó là chúng tôi nói thẳng. Chúng tôi làm phước chúng phải hoan hỷ. Và trong trường hợp nào đó cần nói thì chúng tôi nói, nhưng mà chúng tôi không hỷ. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả chúng ta đều có cái ý thức chung như vậy. Là một là mình giữ tâm hoan hỷ của mình. Và thứ hai là mình nên tôn trọng sự hoan hỷ của người khác. Chúng tôi thưa quý vị là Phật giáo đang trải qua một cơn pháp nạn lớn mà người Phật tử không biết. Tức là chúng ta quá nặng về vấn đề xây dựng cơ sở. Mình cứ kêu gọi hết người này, kêu gọi người kia. Chúng ta tạo nên những gánh nặng lớn cho những người có lòng. Và chúng ta xua đuổi những người mới đến. Và rốt cuộc rồi thì càng ngày càng ít người đi chùa. Bởi vì sao?
Tại vì hãy lên chùa là nghe kêu gọi, không biết lời đặt cái gì chứ kêu gọi rất là nhiều. Mà thật ra khó thưa quý vị, rất là khó. Chúng tôi thường nhận thấy bây giờ đó là đa số những người Phật tử sinh hoạt đó, họ hãy rất thích kêu gọi, thích lắm, dạ thích lắm. Hãy có chuyện gì đi gọi, kêu gọi người này người khác. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng mình có thể thông báo, mình có thể cho mọi người biết, nhưng mà không nên đặt người khác vào cái chuyện khó xử. Không nên làm cho người khác cảm thấy miễn cưỡng. Nên chúng ta nên hiểu được cái tinh thần căn bản của sự bố thí. Và ở đây chúng ta đọc rất kỹ là mình cho ở đâu mà cái tâm mình tỉnh đến, tâm tỉnh đến tâm mình đã được trong sạch thì chỗ đó nên cho. Chỗ đó nên cho. Đọc kỹ lại bài kinh này. Và chúng tôi thưa một điều rằng bài kinh này là một bài kinh quan trọng, chứ đừng nghĩ là bài kinh bình đâu. Tại vì bài kinh này nó liên quan đến cái nếp sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nó liên quan đến cái sự tồn tại của Phật giáo. Và những người Phật tử làm phước ấy, thì chúng tôi rất mong là quý vị có dịp đi về các quốc gia Phật giáo. Đây là một hình ảnh mà đối với chúng tôi nó đẹp muôn thuở. Và nếu chúng tôi có sanh lại làm người ấy, thì chúng tôi chỉ sanh, mong sanh vào những quốc độ như vậy. Đó là những cái ngôi làng, đó là những cái thung lũng. Mà tới ngày lễ và ngày Bát Quan Trai Giới, thưa quý vị, Phật tử họ mang thức ăn đến chùa để cúng dường chư tăng và cho đại chúng. Không ai bắt buộc, không có một ai bắt buộc kêu gọi là phải mang cái này phải kia hết. Nó đẹp lắm thưa quý vị. Mỗi người họ đi họ mang những gà bên, những cái nồi, những cái thúng đựng thức ăn họ đem đến. Khi họ đem đến họ cúng dường chư tăng, chư tăng thọ dụng bao nhiêu rồi thì đem xuống tất cả mọi người Phật tử cùng dùng. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, nhưng mà thật sự ở mấy xứ đó ta có đầy đủ lắm, ít bao giờ chúng tôi thấy thiếu. Nhưng mà một khi mà họ mang thực phẩm đến chùa chư tăng thì không có ai nói là ông A và B phải cúng cái này phải cúng cái kia hết, họ tùy tâm. Và khi họ đem đến cúng dường rồi đó thì họ xem là cái phước báo bữa đó đồng đều trang hòa, chứ không có vị nào là trọng, vị nào là khinh. Và khi thực phẩm còn lại Phật tử đem dùng cơm đó, thì không bao giờ họ đuổi ai, không bao giờ nói rằng ô Phật tử này lạ không được ăn, Phật tử quen mới được ăn, Phật tử này thế này, Phật tử thế kia, ai cũng được ăn hết. Thưa quý vị, chúng tôi đã từng sống những tháng ngày vậy, chúng tôi đã từng sống trong những nơi như vậy, và chúng tôi cho rằng đó là những hình đẹp bất tuyệt, đó là những cái tài sản lớn mà Đức Phật để lại cho những đứa con của Ngài, dù cho người xuất gia hay tại gia. Chúng ta sống bằng cái tâm rộng mở nhưng mà không làm phiền nhau, đem lại cho nhau cái chất liệu của sự thanh tịnh, chất liệu của sự khoan hỷ, cái chất liệu mà quý vị có sống trong những điểm đó thì quý vị mới hiểu tại sao có những người làm phước mà cái tâm họ hoan hỷ giống như là một cơn mưa lớn sấm động vang rền, và họ luôn luôn mời mọi người cho đi ăn đi, mời cúng dường đi, họ sẵn sàng. Và thật ra cái lời văn ở trong cái kệ ngôn mà Đức Phật giảng ở đây á, mang nhiều cái hình ảnh rất là sống động, mà chúng ta dịch chúng ta cũng không gì lột tả được hết. Nhưng mà ở đó Đức Phật Ngài muốn biểu đạt một điều, đó là một người làm phước đúng nghĩa thì người đó hoan hỷ. Một người làm phước đúng nghĩa là làm phước bằng cái tâm thanh tịnh, tỉnh tính, không có phiền não. Một người làm phước đúng nghĩa là làm phước đến một cái bậc thọ thí thanh tịnh. Người làm phước đúng nghĩa đó thì mang lại cái công đức to lớn, như là mưa rào, những trận mưa lớn có thể gội nhuần tất cả mọi nơi ở trên mặt đất này. Thì chúng tôi rất là ước mong rằng qua cái lời giảng của chư tăng, và đặc biệt là liên hệ đến bài kinh này, quý Phật tử có thể đọc lại. Và trong cái việc mà chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ tìm thấy được những ý nghĩa thể đem áp dụng vào trong cái sinh hoạt hàng ngày. Và đây là một ở trong những cái nét rất là đặc biệt, rất là đặc trưng, rất là tiêu biểu cho nền văn hóa của Đạo Phật mà chúng ta là người Phật tử không thể không biết. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma ở tại đây. Và thưa quý vị, ngày mai này thứ năm, chúng ta trở lại với môn Thắng Pháp, và vị giảng sư là Thượng Tọa Từ Siêu kính đảnh lễ và truyền chư công đức đã vào Trung sinh hoạt hôm nay. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai.
Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi thuyết giảng. Bài học ngày hôm nay cũng như đúc kết rất là hữu ích cho chúng con. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con tri ân như Tề Tri và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm tiền quá.